Tống San, vốn dĩ tôi muốn sau mới tính sổ. sổ với cô. Đã vậy thì, cùng tính hết một lượt. Đưa lên đây. Thiếu gia, xin lỗi thiếu gia, là tiện nhân kia rủ dỗ tôi. Là cô ấy bắt tôi báo cáo hành tung cô ấy còn đủ rồi. Mang xuống đi. Thiếu gia xin anh tha thứ. Cửu thần, em, đuổi cô ta ra ngoài xin lỗi tôi bị người khác hãm hại xin hãy giúp tôi má mì mẹ sao vậy má mì lại đau đầu ạ à. mani đừng sợ con sẽ bảo vệ mẹ đừng sợ xin lỗi tôi sẽ bù đắp cho cô cô hãy cầm cái này trước thiếu gia cha được rồi là ai trợ thủ của chúng tìm ta tìm được ở cửa hàng hiệu chiếc đồng hồ này chủ tiệm nói người đưa là một bé gái tìm người đó được ạ à thiếu gia cháu phải lấy đường chi hạ làm vợ cả thế giới này ta chỉ nhận nó làm cháu dâu Bây giờ làm trai bao kiếm được nhiều tiền vậy sao? Hoan nghênh quý khách. Cô là Tống San sao? Đúng, là tôi. Tiên sinh. Anh là. Đồng hồ này, luôn bên cô sao? Chiếc đồng hồ này. Là, là của tôi. Tối 5 năm trước ở Vĩnh Dạ Hội. Cũng là cô sao? Vĩnh Dạ Hội 5 năm trước sao? Anh ta hỏi cái này làm gì Cô cất kỹ chiếc đồng hồ này Việc 5 năm trước Tôi sẽ bồi thường cho cô Nhớ kỹ Tôi tên là Tịch Cửu Thần Cái gì Thái tử của tập đoàn Tịch Thị Tịch Cửu Thần Anh là Tịch Cửu Thần Hơn nữa Anh ta hình như nhầm mình với đường chi hạ rồi Vì đồng hồ này sao Tịch Cửu Thần Anh phải chịu trách nhiệm Anh có biết sau đêm đó Em bị tổn thương biết bao nhiêu không Thực sự là cô ấy sao Sao cứ cảm thấy không đúng lắm 5 năm rồi chắc cô ấy cũng có chút thay đổi Yên tâm Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô Tống tiểu thư Thiếu gia chúng tôi chuẩn bị tôi cho cô một biệt thự Mọi yêu cầu sau này của cô Đều do thiếu gia chúng tôi chịu trách nhiệm Tôi còn có chuyện đi trước đây Ha, ha, ha. Phát tài rồi phát tài rồi Mình sắp phát tài rồi Đường chi hạ tốt nhất nên đi chết đi mới không ảnh hưởng tới mình. Năm năm không về, chẳng lẽ không thích nghi sao? Má mì mẹ không sao chứ? Thần thần ngoan quá, mẹ không sao. Đường tiểu thư, tịch lão phu nhân của chúng tôi. tôi tới đón cô, mời đi với chúng tôi, không cần. Xin hãy chuyển lời tới tịch lão phu nhân giúp bà ấy không cần báo ơn tôi đâu. Đường tiểu thư, phu nhân chúng tôi thực sự muốn gặp cô, báo ơn mẹ cô đã cứu mạng thiếu gia. Xin hãy chuyển lời tới tịch lão phu nhân giúp tôi, tôi không cần báo đáp. Năm đó mẹ tôi cứu người, là việc nên làm, chú về đi. Được thôi. Thiếu gia, đường tiểu thư từ chối lời mời của chúng ta. Cha được nơi làm việc của cô ấy chưa? Cha ra rồi, đường tiểu thư gia nhập công ty phòng thiết kế Gordon, dưới tên QR International Jewelry. Liên lạc với giám đốc tôi muốn thu mua QR. Đầu tiên, chúng ta hãy chào mừng đồng nghiệp mới. Là nhà thiết kế trở về từ tổng bộ tiểu thư đường chi hạ Mọi người hãy tặng cô ấy một tràng pháo tay. Lần đầu gặp mặt. Làm phiền chút. Giới thiệu với mọi người, đây là tổng tài tập đoàn Godon, Tịch tổng, Tịch Cửu Thần. Tiếp sau đây anh ấy sẽ tiếp nhận những việc quản lý trong mừng anh. Cái gì? Thái tử tập đoàn Tịch Thị. Tịch Cửu Thần, anh ấy mua đứt công ty rồi. ôi tịch tổng đẹp trai quá tịch cửu thần bắt đầu học mọi người tiếp tục đi được ạ à, tịch tổng chúng ta sẽ nói tiếp ở kỳ trước mọi người đã hoàn thành công việc rất tốt cứ nhìn mình làm gì mặt mình có hoa hà sao ánh mắt của tịch tổng cứ rắn vào cô ta vậy mình cũng tốt mà rõ ràng có người đang lười biếng tôi cũng thấy thế đúng cô ấy có quan hệ gì với tịch tổng vậy? sao cứ nhìn cô ấy vậy tịch tổng anh còn gì muốn bổ sung không ạ à? không có vậy hôm nay như vậy đi tan học Đường Chi Hạ ở lại. Tôi vẫn mong đường tiểu thư gặp bà tôi một lần. Không cần. Anh thực sự mua lại QR. Từ nay trở đi, tôi chính là sếp của cô. Tôi cũng biết mối quan hệ giữa cô và gia đình. Bây giờ cô không thể quay về được nữa. Nhưng không sao, tôi sẽ chăm sóc cô. Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Tôi biết mối quan hệ giữa cô và gia đình. Bây giờ cô cũng không thể quay về được nữa. Không cho con đi du học. Con liền làm những việc như đi kiếm tiền. Làm sao tôi lại sinh ra một đứa con gái? Không biết xấu hổ như này chứ. Bố, con không có. Con không có, con thật sự không có. Con không có, đường chi hạ. Sao con lại không biết xấu hổ như vậy? Nhà chúng ta thiếu ăn của con, mẹ kế đình thanh hay thiếu mặc của con. Phải đi đến những nơi như thế để bán thân kiếm tiền. Đừng mang những căn bệnh bẩn thỉu về gây hại cho mẹ con chúng tôi. Đúng rồi, bố, chỉ làm như vậy thật là mất mặt. Bố, con thật sự không có. Bố, câm miệng. Con còn dám cãi. Thanh Thanh đã cho bố xem video hết rồi, con còn lừa bố nữa. Con đi ra khỏi nhà này ngay, Đường Quân tôi không nhận có đứa con gái này. 5 năm rồi, không biết bố còn giận không? A à, Tiệp, Thanh Thanh vừa rồi tôi nhận được một cuộc gọi hai người đoán xem là ai là tri hạ alo san san nói cho cô một tin không vui đường tri hạ đã trở về nước rồi cái gì cô ta về khi nào vậy sao cô ta lại trở về chứ sao cô lại lo lắng như vậy không tôi chỉ hỏi thôi bố tôi nói với tôi ông nói cô ta bây giờ đang làm việc ở cao Đăng. là một nhà thiết kế trang sức Cô có biết mục đích cô ta quay về lần này không? Nếu quay về chắc chắn là để tranh giành tài sản với tôi, nhưng mà cũng có thể sẽ tìm cô gây phiền phức. Dù sao năm đó, Thanh Thanh, tôi cũng sợ cô ta sẽ trả thù tôi, vì vậy chúng ta bây giờ phải đoàn kết lại. Sau này bất kỳ Nên chuyện gì? quan đến cô ta, cô đều phải nói với tôi, được không? Được, sau này chúng ta cùng đối phó cô ta. Năm năm trước tôi có thể đuổi cô ta đi, bây giờ cũng có thể. Đường chi hạ đáng chết. Tại sao lại xuất hiện vào lúc này? cửu thần anh có bận không tối nay cùng nhau ăn cơm nhé được tôi đặt nhà hàng bây giờ anh ở đâu em đến tìm anh nhé tôi đang ở cao đăng cao đăng đó chẳng phải là nơi làm việc sao được cửu thần lát nữa gặp chị chi hạ có khách tìm chị chi hạ lâu quá không gặp alo, San San, cô ở đâu? Mau đến đây. Thanh đi. Thanh cũng ở đây, đều ở vĩnh giả hội, muộn vậy rồi. Mau đến đi, chỉ thiếu cô thôi. San San, Thanh Thanh ở đây, ở đây, mau đến. Uống rượu nào? Chị, uống nhiều một chút. Uống đi, cạn ly chị, không uống là không uống để đi. Mặt. Rượu ngon, uống thêm một ly nữa, thêm một ly nữa, uống đi chị, chơi đi, chị. chị nghỉ làm gì đúng vậy chuyện gì vậy tôi không chịu nổi nữa rồi tống san cô còn mặt mũi nào đến tìm tôi tôi nghe thanh thanh nói cô làm việc ở đây tôi đúng lúc đến đây tìm người tiện thể đến xem cô thế nào nhìn thấy cô tôi liền thấy ghê tởm ghê tởm tại sao cô không hài lòng à cô im đi nếu bây giờ người đàn ông đứng đó. trước mặt cô cô vẫn nhận ra chứ dù sao tôi đã chọn cho cô một người đẹp trai nhất ra ngoài đi tôi không muốn thấy cô sao thế là người đàn ông đó không đủ sức hay phục vụ không tốt cô không hài lòng à đường chi hạ cô tốt nhất nên cẩn thận một chút nếu không tôi sẽ cho toàn bộ công ty đều biết hết đến lúc đó xem cô ở công ty này như nào nữa tiểu hân cô ta không phải khách của tôi lập tức mời cô ta ra ngoài Ai nói tôi không phải? Tôi đến để thiết kế trang sức. Tôi chỉ điểm cô thiết kế cho tôi. Tôi không chấp nhận lời hỏi thiết kế của cô, cô. thôi. Bây giờ tôi sẽ tìm quản lý của các người phàn nàn. Tống cô ra khỏi công ty này. Gọi sếp của cô ra đây. Tôi muốn phàn nàn về nhà thiết kế của Đường các cô. Đừng chi hạ. Cô ta từ chối khách hàng, thái độ vô lễ. Cô ta còn đuổi tôi ra ngoài. Loại người như cô. Cũng xứng làm việc ở đây sao? Đường chi hạ, cô dám đánh tôi. tôi là khách hàng của cô cô đối xử với khách hàng như vậy sao cô mà cũng sẽ làm nhà thiết kế ở đây sao được bây giờ tôi sẽ quay trần hết những việc cô làm khiến cô thân bại danh liệt đường chi hạ cô đang làm gì vậy cửu thần em đau quá có vẻ như đường chi hạ chưa nhận ra tịch cửu thần chuyện gì vậy người phụ nữ này có quan hệ gì với tịch có Không vẻ phải. là bạn gái của tịch tổng trời ơi vậy cô ta chẳng phải đánh bạn gái của tịch tổng sao không thể nào đây là bạn gái của tịch tổng cửu thần ôm chi Hạn là bạn học của em em và cô ấy có một chút khúc mắc không ngờ cô ấy không những không nhận đơn của em còn còn xúc phạm em em nói muốn phản nàn về cô ấy Cô ta lao lên đánh em Tôi sẽ xử lý việc này Cô về nghỉ ngơi trước đi Đợi vết thương lại Tôi sẽ đi ăn cùng cô Thế cửu thần anh định xử lý thế nào Anh nhất định không được tha cho cô ta Mẹ cô ta mất sớm Bố cũng không quan tâm Một người thổ lỗ không có giáo dục như cô ta Thì không xứng đáng làm nhân viên của anh Tôi biết phải xử lý thế nào Cô về nghỉ ngơi đi Giải thích Anh đã thấy rồi Tôi đã tát cô ta Có gì để giải thích Chỉ vì cô ta phàn nàn đây là ân oán cá nhân của chúng tôi cô ta đến đây cũng là để giải quyết ân oán cá nhân tôi đánh người là sai nhưng cô ta đáng bị đánh xin lỗi đi tôi có thể bỏ qua chuyện này xin lỗi đời này không thể đây là công ty không phải nơi để ân cô oán cá nhân thế thì tôi từ chức đứng lại tôi không có ý đuổi cô đi nhưng chuyện như thế này sau này không được xảy ra nữa nghe rõ chưa giọng của em, nghe có vẻ mệt mỏi vậy. Mệt đó. Khi nào anh về vậy? Anh cần vài ngày nữa. Anh có tin vui cho em đây, có một buổi triển lãm trang sức cao cấp. Anh đã thêm em vào danh sách mời rồi, hãy tham quan cho kỹ nhé. Thật sao? Khi nào vậy? Buổi tối thứ bảy này lúc 7 giờ vào cửa, kết thúc lúc 9 giờ. À có ai giúp em chăm sóc chân chân không? Có, em có thể để trợ lý của em đến. Tốt, vậy thì em vui vẻ nhé. Khi anh về, anh sẽ mời em và chân chân đi ăn tối. Được, chờ anh nhé. đường chi hạ đáng ghét tôi nhất định không bỏ qua cho cô đây là triển lãm trang sức chỉ có tầng lớp quý tộc mới có thể tham gia nếu mình có thể đi có phải mình cũng sẽ vào được giới quý tộc không alo sao vậy san san Đường chi hạ Tiện nhân như cô ta Sao lại đủ tư cách tham gia triển lãm Thật trùng hợp Dám đánh tôi Tôi sẽ làm cho cô thân bại danh liệt Thủ thần Em muốn qua đó một chuyến Được Tôi đi gặp hai người quen Chi hạ tôi kính cô một ly lần trước gây ồn ào ở công ty là lỗi của tôi ôi ôi chi hạ tôi biết khiếu nại cô là sai nhưng cô cũng không thể đối xử với tôi như vậy đường tiểu thư xin lỗi đi tại sao tôi phải xin lỗi cửu thần em không sao đâu là do em không cẩn thận em chỉ cần thay đổi là được em đã tha lỗi cho cô ấy rồi tôi không cần sự tha lỗi của cô đừng chi hạ, tôi bảo cô phải xin lỗi. được thôi, được thôi, xin lỗi thì được, nhưng cô phải quỳ xuống mà nghe, cô. thôi đi cửu thần, thật ra không trách cô ấy, là do em không cẩn thận. đừng tiếp tục trách móc chi hạ nữa. chi hạ, cô có thể đi được rồi, là do tôi không cẩn thận, tôi chỉ hy vọng cô đừng để bụng. tống tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị một chiếc váy dạ hội sạch sẽ mời cho cô theo tôi, được. Đi theo tôi Tịch cửu thần buông tôi ra Cô gái này sao vậy Tịch cửu thần anh làm gì vậy buông tôi ra Đồ khốn Cô có biết hôm nay những người đến đây đều là ai không Tôi không biết giữa cô và Tống Sẽ hiểu lầm gì Nhưng chỉ cần một câu xin lỗi là có thể giải quyết Có khó vậy không Tôi không xin lỗi Anh thì làm gì được tôi Đường chi hạ Cô không hiểu Những quy tắc cơ bản Cứ mãi làm loạn như vậy Tịch cửu thần Đường chi hạ tôi là người như thế nào Liên quan gì đến anh Tôi cũng không thể lấy anh được nên dù tôi có phá trời cũng không liên quan đến anh. Đừng chi hạ. Tôi đã đánh giá cao cô quá rồi. Tịch Cửu Thần, buông tôi ra, đổ khốn. Tại sao lại có cảm giác quen thuộc thế này? nghe nói cô ấy đã chiếm chỗ của thiếu gia chiến mà dân. vào đây ngày nay người nào cũng có có lẽ đã dùng thủ đoạn gì đó chắc là lấy được rồi các cô hiểu mà cũng đúng quả thật có chút nhan sắc nếu không lợi dụng tốt thì thật là phí cửu thần nghe nói trang sức tối nay là có thể mua được em thích cái này anh có thể mua cho em không một lát nữa nói với quản lý một tiếng là được chào đường tiểu thư rất vui được gặp cô tôi tên là hoàng minh đây là danh thiếp của tôi chào hoàng tiên sinh đường tiểu thư quên đi chuyện không vui lúc nãy nào tôi kính cô một ly sao rồi đường tiểu thư có thấy cái nào ưng không tôi chỉ đến để ngắm thôi không sao chỉ cần cô thích tôi đều có thể tặng cô không cần đâu cảm ơn tôi có chuyện muốn nói với nhân viên mời anh tránh đi một lát được thôi tịch tổng tôi đã nói với anh rồi mà hãy tránh xa tôi ra cô quen chính kình giã trả lời câu hỏi của tôi tại sao tôi phải nói cho anh biết Không ngờ đúng không Bây giờ tôi là bạn gái của tịch cửu thần Không ngờ thật Chắc tịch cửu thần bị mù rồi Nếu không sao lại nhìn chúng cô Giờ chúng ta đã không còn là người cùng đẳng cấp rồi Cô tin không Chỉ cần tôi nói một câu có thể đuổi cô ra khỏi đây ngay Cô tin không Chỉ cần một câu của tôi Vị trí vợ của tịch cửu thần chính là của tôi lẽ nào đường chi hạ đã nhận ra trai bao đêm đó là tịch cửu trần mình phải hành động ý của cô là gì muốn biết không tôi không nói cho cô biết đường chi hạ cô rốt cuộc là có ý gì nếu cô muốn biết như vậy tôi sẽ nhân từ mà nói cho cô biết mẹ tôi năm đó đã hy sinh bản thân người cứu chính là tịch cửu trần bây giờ cô đã hiểu chưa gì cơ làm sao mà trùng hợp thế vì vậy tốt nhất cô đừng chọc giận tôi nếu không vị trí vợ của tịch cửu trần nhất định sẽ là của tôi chi hạ chuyện năm đó tôi rất xin lỗi xin cô tha thứ tha thứ cho cô nằm mơ đi trang sức bên đường tiểu thư không tôi tổ. đưa cô đi xem không cần tôi phải về ngay rồi tôi đưa cô về cảm ơn hoàng tổng cô không có mắt à xin lỗi tiểu thư một câu xin lỗi là xong à cô có biết không cô đã dẫm lên chân tôi làm bẩn giày của tôi tôi đâu có dẫm lên chân cô chân tôi bị cô dẫm đau rồi còn nói là không dẫm xin cô nhường đường muốn đi tôi cho phép cô đi chưa cô muốn gì cô làm bẩn giày của tôi cô không nên giúp tôi lau sạch giày sao tôi thực sự không dẫm lên cô thưa cô tôi là hoàng minh tổng tài tập đoàn quảng châu cô có thể nề mặt tôi được không tôi chỉ nói một nhà thiết kế nhỏ làm sao có tư cách tham gia hội trợ đẳng cấp như thế này hóa ra là dựa vào đàn ông chi hạ đừng như vậy vị tiểu thư này tôi là bạn tốt của tri hạ tôi thay cô ấy xin lỗi cô tống san cô đừng ảo tưởng thành công có được không không liên quan gì đến cô càng không cần cô thay tôi xin lỗi cảm ơn cất đầu của anh đi đừng làm loạn cửu trần Tịch Cửu Trần, anh rốt cuộc muốn làm cô gì? Cô muốn đi ra ngoài gặp người khác trong bộ dạng này sao? Liên quan gì đến anh? Tôi dù có khỏa thân ra ngoài chạy cũng không nước. liên quan đến anh đúng không? Đừng chi Hạ, cô là mẹ của một đứa trẻ, cô không nghĩ cho con trai của mình sao? Không cần anh lo. Được rồi, đừng làm loạn nữa, tôi đưa cô về. Không cần, như thế này dễ gặp nguy hiểm, không liên quan đến anh. Cửu Trần, em lo cho Chi Hạ, nên em đi theo xem sao? Chi Hạ, cô không sao chứ? Cửu Trần, Chi Hạ, như thế này dễ gặp nguy hiểm, hay là chúng ta cùng đưa cô ấy về nhà? Tôi biết rồi. Đi thôi. Không cần. Chân Chân, ngủ rồi à? Ừ, ngủ đi. Chân Chân ngủ ngon, mẹ ngủ ngon. Sao gương mặt nhỏ này của Chân Chân càng nhìn càng giống cái tên tịch cửu Trần thật đáng ghét. Đúng vậy, chuyện là như vậy. Chỉ cần không bị thương là tốt, mấy ngày nữa anh cũng sẽ về nước, lúc đó anh sẽ bảo vệ em. Được. Vậy khi anh về nước anh rồi phải đãi em một bữa ăn ngon được, đúng lúc anh cũng muốn anh cũng nhớ Chân Chân thằng bé cũng nhớ anh rồi vậy cứ như vậy nhé ừ alo bố chi hạ dạo này con bận suốt hôm nay là cuối tuần có thời gian về nhà ăn cơm nhé được bố vậy con sẽ về ngay ừ tốt chân 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 lại đây mẹ sẽ đưa con đi gặp ông được không được chân chân cũng muốn gặp ông ngoan quá đi chơi nhé Con đã về rồi. Về rồi, về là tốt rồi. Chân chân gọi ông đi, ông. Đây là cháu ngoại của bố sao? Đúng rồi, bố, đây là con trai con, năm nay đã 3 tuổi rưỡi. Lớn quá, trông thật đẹp trai. Bố của đứa trẻ đâu? Bố của nó không, sống cùng chúng con, đứa trẻ do con nuôi dưỡng một mình, ông ngoại, con chỉ sống với má mỉ đều là lỗi của bố chúng ta về nhà thôi má mì nhà ông ngoại cũng không có đồ chơi ồ đúng 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 chân chân ông ngoại đưa cháu đi mua đồ chơi được không được à đừng chịu nói như vậy ê đừng quan tâm đừng quan tâm Chị làm kẻ thứ ba rồi à? Đứa trẻ đó là con riêng của chị à? Liên quan gì đến cô? Tôi không quan tâm cô quay lại nhà có này. mục đích gì? Bây giờ tôi cảnh cáo cô, đừng có mà tính toán gì. Mọi thứ trong nhà này không liên quan đến cô. Đúng rồi, đừng nghĩ rằng đưa con riêng về là có thể chia ra tài. Tôi nói cho chị biết không có cửa đâu. Năm năm trước tôi đã đuổi chị ra, bây giờ cũng có thể. Không liên quan đến tôi. Công ty này là mẹ tôi và bố tôi cùng xây dựng. Hai người ngồi hưởng thụ, còn lý lẽ nữa. Gì mà tôi, ý gì? Cô còn ý kiến gì nữa? Tôi nói cho các trong người nhà mẹ. này, tôi chỉ có liên quan đến bố tôi. Nói thêm, công ty của bố tôi sau này chia ra tài như thế nào là việc của ông ấy. Các người lo làm gì? Các người một câu một câu. Chia ra tài, có phải ghét bố tôi sống lâu quá không? Chị, ông ấy là chồng tôi, tôi tất nhiên muốn ông ấy sống lâu trăm tuổi. Đúng rồi, chị nói linh tinh gì vậy? Mẹ tôi yêu bố tôi nhất. Tôi không quan tâm các người nghĩ sao, dù sao thì tôi đã trở lại rồi, từ nay trở đi, nếu các người dám làm điều gì xấu với bố tôi, tôi sẽ khiến các người phải trả giá. Một cái giá đắt, chắc chắn, phải làm sao đây đường chi hạ không chỉ trở về còn mang theo một đứa con đừng sợ thanh thanh mẹ sẽ không để cô ta đạt được mục đích một phân gia tài cũng không chia cho cô ta vâng gần đây cô đi đâu vậy cửa hàng không mở nữa à ừ không mở nữa nghỉ ngơi vài ngày cho thư giãn hai cô thì thoải mái rồi cô không biết đường chi hạ đã trở về nhà không chỉ trở về còn mang theo đứa con riêng gì cô ta có con bao nhiêu tuổi ba tuổi rưỡi chắc là ở nước ngoài sinh với ai đó ba tuổi rưỡi chắc không phải con của tịch cửu thần chứ thanh thanh tôi nghĩ cô ta lần này mang theo con về là muốn chia ra tài của các người phải tìm cách đuổi cô ta ra nước ngoài ừ tôi cũng nghĩ vậy đợi có cơ hội chắc chắn đuổi cô ta đi anh sao anh biết cô ta là nhân viên của tôi triển lãm trang sức mấy ngày trước cô ta dùng danh sách của cậu ừ em và cô ấy là bạn thân Cô ấy có đẹp không? Cậu muốn theo đuổi cô ấy hả? Cô ấy khó theo đuổi lắm. Em đã theo đuổi 3 năm rồi mà vẫn chưa thành công. Chỉ có thể làm bạn với cô ấy trước, hai người quen nhau thế nào? Anh còn nhớ tai nạn xe 3 năm trước không? Nếu không nhờ cô ấy kéo em ra khỏi xe, em đã nổ tan xác rồi. Anh ở công ty anh nhất định nhất định phải chăm sóc cô ấy giúp em. Biết rồi. Hoàng Tổng, bản thiết kế của anh đã xong rồi, anh xem khi nào tiện. Tôi đem bản thiết kế đến cho anh, tôi hiện tại đang trên đường đi công tác về. Tôi tầm 7 giờ về tới, cô 8 giờ đem đến nhà tôi, buổi tối hả? À? Tôi không có ý gì khác. Ba ngày tôi rất bận, chỉ có buổi tối mới rảnh thôi. Được thôi, 8 giờ tối tôi sẽ mang đến cho anh. Đúng rồi đường tiểu thư, tôi không thích người lạ đến nhà tôi, nên tốt nhất phiền cô đến một mình. Được rồi. Vậy tôi gửi địa chỉ cho cô. Được. Tốt, kế hoạch công việc gần đây là như vậy chi hạ đơn hàng của hoàng tổng cô tiến hành thế nào rồi gần xong rồi tối nay tôi sẽ đem qua tốt sao lại là buổi tối chuyện là thế này tịch tổng khách hàng này của chúng ta đã đặt một bộ trang sức nhưng anh ấy rất bật chỉ có buổi tối mới rảnh nên tối nay chi hạ phải đi một mình bảo với khách hàng nhân viên của chúng ta buổi tối không bàn công việc không làm thêm giờ tịch tổng chuyện nhỏ này không cần anh phải lo khách hàng của tôi tôi tự biết đường chi hạ không được đi tôi đã hẹn với khách hàng rồi ừ được rồi hôm nay thế nhé tan họp Tịch tổng có việc gì đưa tài liệu của hoàng tổng cho tôi anh gặp rồi chính là hoàng minh ở triển lãm trang sức anh ta không có ý tốt với cô cô không nhận ra à? tôi chỉ biết đây là đơn hàng bảy con số để người khác đi tôi không muốn đây là đơn hàng của tôi tôi phải tự hoàn thành đừng chi hạ cô sẽ thiệt thòi đấy nếu tịch tổng không có gì khác thì có thể đi rồi cô chuyện của tôi không cần anh lo alo cửu thần anh bận không em nhớ anh tối nay tôi có việc làm xong sẽ về được rồi khi nào anh rảnh em muốn mời anh ăn tối ừ đi theo đi ừ đường tiểu thư xin lỗi đã để cô chờ lâu hoàng tổng hợp đồng đã được sửa xong anh xem thử nếu không có vấn đề gì thì ký nhé tốt thiết kế rất đẹp ừ tôi rất thích mệt rồi à nào uống trà đi Cảm ơn, Hoàng tổng. lúc tôi đến đây đã ăn cơm cùng đồng nghiệp rồi, tôi không khát. Sao lại thế? Đến nhà tôi mà không uống trà. Như vậy là không nể mặt tôi à? Hoàng tổng, anh sẽ không có vấn đề chúng gì, chúng ta ký hợp đồng nhé. Đồng nghiệp của tôi vẫn đang chờ bên ngoài, đồng nghiệp của cô. À đúng rồi. Vì ở đây khó bắt xe nên tôi nhờ đồng nghiệp đi cùng. Vậy hợp đồng này tôi cần xem thêm. Cô ngồi đợi chút nhé. Mình cảm thấy nóng giống như có lửa trong người đang cháy. không lẽ La Cha có vấn đề? Hoàng tổng, tôi thấy không khỏe. để hôm khác thì nhé, tôi về trước. này, Đường tiểu thư, cô định đi đâu? anh cho tôi uống cái gì? Đường Tri Hạ, em đẹp quá. anh rất thích em, anh không thể không thích em. Đường Tri Hạ đồ khốn, tránh ra. nếu bây giờ không tìm đàn ông để giải quyết, em sẽ rất khó chịu đấy. tối nay chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ lập tức ký hợp đồng ngay. ê anh là ai đưa đường tiểu thư đi các người vào nhà tôi làm gì anh là ai các người định làm gì muốn làm gì ê có gì nói đàng hoàng muốn tiền hay tôi sẽ ký ngay tôi biết các người muốn tiền Cái cửu Trần, anh làm gì vậy? Tránh ra. Còn bao lâu nữa tới bệnh viện sắp tới rồi. Người phụ nữ điên này. Đây là kết cục của việc không nghe lời. Trước đó cảm ơn anh. Tôi đi trước nếu cô không muốn nửa đêm chúc mặt con trai mình tác dụng thuốc phát tác thì ngoan ngoãn tiêm hết chai thuốc này mình cắn sao cô sao vậy không sao tôi không nhớ gì cả tôi mất trí nhớ cô cưỡng hôn tôi nợ này tính sao anh muốn tính sao cũng được ghi nợ vậy nhớ đấy tôi đi đây tôi tiễn cô không cần tôi bắt xe chịu thiệt chưa đủ à Khốn kiếp Lái xe cẩn thận Đường chi hạ Trong lòng em Tôi chỉ là kẻ khốn à Đơn hàng của chi hạ tối qua đã thành công Làm rất tốt Sáng sớm người ta đã đến trả tiền đầy đủ Cuối tháng sẽ giao hàng cô trông không được khỏe lắm cô không nghỉ ngơi được à có lẽ tối qua đứa trẻ làm tôi tỉnh dậy được vậy cô nghỉ ngơi đi cô đã hoàn thành thiết kế của mình tôi sẽ để Tiểu hân làm nốt cảm ơn chị mai ừng đến văn phòng của tôi một chuyến tịch tổng có việc gì vậy đỡ chưa đỡ rồi cảm ơn đã quan tâm lần sau đừng cứng đầu như vậy được rồi không tôi có đi gì trước khác. cô thích chiến kình giã chiến kình giã anh biết chiến kình giã à tôi thích anh ta vậy thì tốt nhất đừng nhắc đến những chuyện đã xảy ra tối qua yên tâm chuyện này tôi sẽ không nhắc đến suốt đời này đi ra ngoài đi mẹ mẹ có thể mượn tiền bố không gần đây con muốn mua một để cái... mẹ đi xem cho con bố còn tiền mặt ở nhà không cảm ơn mẹ cái gì đây con cũng không biết chưa thấy bao giờ bố con mua nhà từ khi nào sao mẹ không biết gì hết Chắn chắn là mua cho con tiện nhân Đường Chi Hạ. Alo, A à Quân, khi nào anh mua một căn nhà vậy? Sao em không biết? Em lại mở kết sắt của anh, đưa tiền tiêu vặt cho Thanh Thanh, anh thật sự mua cho Đường Chi Hạ à? Đường Quân, anh không công bằng chút nào. Chi Hạ ở trong căn hộ rất không an toàn. Anh đã mua nhà rồi, dự định nói cho em biết, sợ em không hiểu chuyện, cãi nhau với anh. Đường Chi Hạ làm việc ở đâu? có việc gì, đừng chi hạ, cô dùng cách gì để lừa bố cô? căn chắc. nhà này, tôi nói cho cô biết, mỗi đồng tiền của bố cô đều là của gia đình chúng tôi, mua bất cứ thứ gì đều cần tôi và thanh thanh đồng ý. căn nhà này có một nửa là của thanh thanh, nhưng căn nhà đứng tên tôi, có liên quan gì đến con gái bà? vậy thì để bố tôi cô mua cho tôi một căn, thì cô đi đi. đến đây làm gì? đừng để bố cô mua đồ cho cô nữa, cho cô tiền tiêu. nếu chúng tôi ly hôn, cô cũng đừng mong tốt đẹp. được rồi, vậy khi nào, bà ly hôn với bố? Nhớ thông báo tôi một tiếng, tôi tìm đối tượng mới cho bố, đảm bảo tốt hơn bà. cô, đừng chi hạ, cô chờ đó. Tôi sẽ chuyển hết những việc ra làm bên ngoài, của cô. khiến cô mất việc. Mọi người chú ý. Tôi có một tin muốn thông báo. Đường Chi Hạ là Tiểu Tam. Cô ấy đã phá hoại gia đình người khác ở Đúng nước Sinh ra ngoài. một đứa con ngoài giá thú. Mọi người hãy cẩn thận với cô ta. Cô ta chính là, là người đàn bà hạ lưu, vô liêm sỉ, không thể tin được. Thiết kế đường. Làm Tiểu Tam à? Tôi lừa các người sao? Năm năm trước cô ta vì chuyện này mà bị đuổi khỏi công ty. Còn gì muốn biết không? Tôi sẽ nói cho các người biết. Ta. Tiện nhân cô. Buông con gái tôi ra. Cô nghe thấy không? Buông con gái tôi ra. Buông con gái tôi ra. Gái tôi ra. Dừng tay không sao chứ ra ngoài tôi là mẹ kế của đường chi hạ tôi có việc riêng cần nói chuyện với cô ta kệ bà là ai cút ngay cho tôi thanh thanh chúng ta đi món nợ này tôi sẽ tính với cô sau cô qua đây thì ra quá khứ của thiết kế đường lại tệ vậy sao cô ta lại bị tổng bộ điều từ nước ngoài về nếu như ban nãy những gì mấy người kia nói... là sự thật vậy chắc chắn cô ta đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì đó đã là mẹ có con rồi suốt ngày đánh nhau tôi đánh thắng rồi alo bố sao bố mua nhà không bảo với con sao con lại biết gì tiếp đến văn phòng con làm loạn không có tin gì về bố đứa bé tiếp tục điều tra được ạ à? bố cô mua nhà cho đường chi hạ các người còn đến công ty cô ấy gây rối đúng vậy cái con tiện nhân đó còn dám đánh tôi tôi nhất định không để cô ta yên đâu đường chi hạ lại có những chiêu trò như vậy thanh thanh cô cần phải cẩn thận nhất định không để đường chi hạ lấy hết tài sản của bố cô vậy tôi nên làm gì yên tâm tôi có cách ra ngoài có đẹp không cửu thần tặng tôi đó cô đến đây để khoe khoang à nhưng người rồi tôi đến để mời cửu trầm ăn tối tối nay chúng tôi còn có một buổi hẹn hò lãng mạn không trò chuyện với cô nữa. Dù tôi không biết tại sao Tịch Cửu Thần lại mù quáng yêu cô, nhưng ai có mắt cũng thấy cô không xứng với anh ta. Cái đó thì không cần cô phải lo, giữa chúng tôi, những gì cần xảy ra đều đã xảy ra. Cô không biết đâu, anh ấy yêu tôi nhiều thế nào, tôi muốn gì, anh ấy đều cho tôi hết, đừng chi hạ. Cô không phải là Thích anh ấy chứ. Cô yên tâm, những thứ cô đã dùng qua, tôi thấy bẩn, tốt. Câu này tôi sẽ nguyên vẹn, chuyển lại cho cửu thần, tốt quá. Vậy cô tốt nhất, chớ để sót một từ nào, kể cả giọng điệu của tôi, cũng phải bắt chước cho giống. sao cô lại đến đây em thấy chán quá muốn ra ngoài đi dạo bị bất ức gì sao em vừa đi tìm chi hạ em muốn xin lỗi về chuyện lần trước nhưng cô ấy không nhận ngược lại còn bảo em biến đi. còn nói nói gì nữa cô ấy hỏi chúng ta là quan hệ gì em nói chúng ta là người đã có mối quan hệ thân thiết nhất nhưng cô ấy lại nói chỉ cần là đồ em đã dùng cô ta đều thấy bẩn thấy bẩn được rồi sau này không có việc gì thì đừng đến công ty nơi này khí trường không tốt sợ làm cô không vui nhưng em nhớ anh thì sao cửu thần Cổ anh bị làm sao vậy? Không sao, chỉ là bị dị ứng. Tôi sẽ cho người đưa cô về trước, tôi còn việc phải làm. Dị ứng không đúng. Rõ ràng là dấu vết của răng. Có phải là đường chi hạ không? San San, gần đây cô làm gì? Tôi à, gần đây đi làm đẹp. Còn cô, có đỡ hơn không? Sao uống nhiều thế? Mặt tôi vẫn đau, đều tại con tiện nhân đường chi hạ, bây giờ nhà tôi đảo lộn hết cả bố tôi vẫn ổn chỉ giúp cô ấy trông con thôi thực sự là không biết xấu hổ à con của cô ấy trông như thế nào lần trước tôi đã lén chụp ba tuổi rưỡi cao như thế này cũng không biết là con của người đàn ông nào trời ơi đứa trẻ này sao đứa trẻ này lại giống cửu thần như vậy với tính cách của đường chi hạ chắc chắn không phải là cô ta có quan hệ tình cảm với ai khác đây chắc chắn là con của đường chi hạ và cửu thần không được mình cũng phải nhanh chóng có con với cửu. như vậy mình mới có lợi thế cạnh tranh với đường chi hạ san san cô đang làm gì vậy ngơ ra gì vậy không có gì gần đây hơi bận Má mì, ừ. Ông ngoại nói với con, mẹ không còn trẻ nữa. Hy vọng mẹ có thể tìm một bạn đời. Ngốc quá, mẹ có con là có bạn rồi mà. Ông ngoại còn hỏi con, bố con là ai? Mẹ có thể tìm ông ấy về không? Chân chân, nghe mẹ. Chúng ta không tìm bố nữa, mẹ một mình, có thể nuôi con trưởng thành. Nhưng ông ngoại còn nói với con, ông sẽ chịu trách nhiệm với chúng ta. Còn có, ông sẽ ngày càng già đi. Không thể chăm sóc chúng ta nữa chân chân ngoan mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con và ông ngoại được chứ con sẽ lớn nhanh để chăm sóc mẹ và ông ngoại chân chân thật ngoan vẽ đi chị mai chi hạ ngày mai phải làm thêm giờ đấy hả cuối tuần còn phải làm thêm giờ à bởi vì sắp tới sẽ có sản phẩm mới mấy tuần tới phải làm thêm giờ vào cuối tuần chị mai tôi có thể mang con trai của tôi theo không cuối tuần không có ai chăm sóc nó ừ được rồi cảm ơn chị Chân Chân sẽ đi làm thêm với mẹ ngày mai. Dạ. Chị Chi Hạ, Lý tổng thông báo đến văn phòng họp. Được, thay tôi trông Chân Chân nhé. Được rồi, không vấn đề gì. Chân Chân, chị phải đi gửi một tài liệu, chị sẽ trở lại ngay để chơi với em không? Được, Chân Chân thật ngoan, Chân Chân tạm biệt tạm biệt. Chú ơi, đâu là nhà vệ sinh Con muốn đi vệ sinh Nhóc ở đâu ra vậy Chú ơi, nhanh dẫn con đi Con sắp không nhịn được rồi Được rồi Cảm ơn chú Con tên gì vậy Tại sao lại ở đây Tên con là Đường Vũ Trân Con theo má mì đến đây làm thêm giờ Mẹ con có phải là Đường Chi Hạ không Chú có biết má mì con à Chú ơi, con và chú giống nhau quá. Đứa trẻ này, sao lại giống mình hồi nhỏ thế? Chú ơi, chú còn độc thân không? Độc thân không có bạn gái. Vậy chú có muốn xem xét má mì con? Mẹ con trẻ đẹp, dáng chuẩn, nhẹ nhàng, chu đáo, nấu ăn giỏi. Con phải hỏi má mì con xem có muốn không? Chú tên gì? Con sẽ hỏi giúp chú. Chú tên là tịch cửu thần, được ạ à, chú tịch. Mẹ con đi học rồi. Chú có thể chơi với con một chút được không? Tất nhiên rồi. Đi thôi. Ừ. Nơi này, cái này được có chuyện rồi chị chi hạ ơi chân chuyện chân, rồi. chân chân biến mất rồi cái gì chân chân cô có thấy một đứa một trẻ không? Nó cao như thế này đứa một trẻ tôi thấy đứa một đứa trẻ. trẻ đi theo tịch tổng tịch tổng đường vũ chân chạy lung tung cái gì con làm mẹ lo lắng rồi xin lỗi má mì con sai rồi đừng chạy lung tung má mì sẽ lo lắng cô đi làm tiếp đi tôi sẽ chăm sóc nó không cần cảm ơn Má mì, con thích ở cùng với chú tịch Mẹ để con ở lại với chú ấy đợi mẹ tan làm nhé Không được, về văn phòng với mẹ Đợi mẹ họp xong mẹ sẽ dẫn con đi ăn ngon nhé Không, không Con chỉ muốn ở lại với chú tịch chơi Một lúc nữa tôi sẽ đưa nó đi ăn cô tan làm rồi hãy qua nhé Ừ Con sẽ ngoan Được rồi, vậy phiền tịch tổng Giúp tôi chăm sóc chân 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 chân, đừng làm phiền tịch tổng Đừng chạy lung tung biết chưa Ừ Chân chân, Tịch tổng, bữa hôm nay tôi mời, để cảm ơn anh đã chăm sóc con trai tôi. Được thôi. Má mì, nào. Chân chân, thì mà má mì đã không dùng. Không thể dùng. cho người khác dùng, như vậy là không lịch sự chưa? Alo, cửu thần, anh đang ở đâu? Tối nay có thể cùng em ăn tối không? Tôi đang ở công ty. Có việc quan trọng. Xong việc tôi sẽ liên lạc với cô. Tịch tổng, Tống Giang có phải là bạn gái của anh không? Chỉ là bạn bè, má mì. Chú tịch nói rằng chú ấy còn độc thân không có bạn gái. Chú ấy nói nếu mẹ đồng ý cưới, chú ấy sẽ cưới mẹ. Cô có thể xem xét. Cảm ơn, không xem xét. Tôi rất thích chân chân, tôi có thể chăm sóc hai người. Không cần, sáng mai 10 giờ hạ cánh em có mang chân chân đón anh không má mì sao mẹ cười vui thế đến đây chân chân ăn một miếng có việc gì làm cô vui như vậy Alo, thiếu gia thiếu gia chiến sáng mai 10 giờ hạ cánh bà nội muốn anh đón về nhà cùng ăn tối biết rồi chú kinh giã nhớ chú không nhớ lắm rất nhớ chú cũng nhớ con con đã cao lên chưa anh về rồi đi thôi đi ăn cơm. Thiếu gia còn đến không? Có vẻ như cậu ta không cần chúng ta đón. Này, chị Chi Hạ, bạn trai của chị đẹp trai quá, bạn trai. Kinh giác. Sao lại đến sớm thế? anh đến để môi xem môi trường làm việc mới của em không phải tôi nói em đâu làm sao tìm được văn phòng nhỏ như vậy đi làm ở chỗ của anh sẽ tốt hơn nhiều cảm ơn dậy đi em rất thích văn phòng hiện tại này và em cũng rất thích công việc hiện tại vậy thì tốt vậy anh sẽ ở lại với em đúng lúc em ta làm chúng ta cùng đi ăn anh không phải làm việc sao lần này anh về là để tiếp quản việc nhà của bố anh xin nghỉ nửa tháng để đến đây với em chả phải là cùng đi chơi sao nhà anh làm gì nhà anh làm khách sạn nhưng mà 60% phần trăm khách sạn năm sao trên toàn cầu đều là của nhà anh à thì ra là thiếu gia nhà giàu vậy chiến thiếu gia có quen biết với tịch cửu thần không anh ấy là anh họ của anh sao vậy anh họ thảo nào chuyện xảy ra tới đó tịch cửu thần bảo tôi giữ bí mật không sao vậy thì chiến anh đi quán cà phê chờ em nhé một anh chàng đẹp trai như anh ở đây em không thể làm việc tốt được được thôi vậy anh sẽ đợi em ở văn phòng của anh chờ anh. anh, được thôi. chưa gặp lại. sao cậu lại đến đây, đến đây giết thời gian thôi. đúng lúc đợi chi hạ tăng ca. chưa hẹn cô ấy ăn cơm, cậu với đường chi hạ có quan hệ gì? chỉ là. anh không biết rồi sao? em thích cô ấy và đang theo đuổi cô ấy mà. cậu theo đuổi được chưa? sắp rồi, sắp rồi. Anh à, hay là anh giúp em cho cô ấy nghỉ phép để em dẫn cô ấy đi hẹn hò? Không thể nào. Cậu có theo đuổi được cô là ấy. Là tài của cậu. Đừng mong tôi giúp. Còn nữa, muốn chơi game thì đi phòng nghỉ bên cạnh. Đừng làm phiền tôi. Đồ keo kiệt, anh đáng bị ế. Này anh, sao anh lại ở đây? Ừm. Món này ngon lắm, em thử đi. Sao thế? Cũng được đừng động đậy Ăn chút gì đi, chiều còn họp nữa No rồi, em đi vệ sinh một chút Tịch cửu thần anh làm gì vậy? Anh làm tôi đau, thả tôi ra Quan hệ giữa tôi và kính giã, em rõ chưa? Rõ rồi thì sao? Nếu đã rõ rồi, thì đừng đùa dưỡng tình cảm của cậu ấy. Nếu em không thích, thì đừng lừa cậu ấy tôi không đùa dẫn tình cảm của kính giã chúng tôi là bạn bè nếu chỉ là bạn bè đừng chơi trò mập mờ nữa không cần anh lo em có thể đùa dẫn với người đàn ông khác nhưng không thể với kính giã anh thấy bằng mắt nào tôi đùa dẫn tình cảm của kính giã tôi thấy bằng cả hai mắt đây là chuyện của tôi và anh ấy không cần anh xen vào em muốn gả cho cậu ta tôi muốn gả cho anh ấy thì sao đường chi hạ em còn nhớ em nợ tôi một việc không quên rồi sớm muộn gì tôi cũng sẽ bắt em trả lại anh bị thần kinh à chị hạ em sao vậy không sao chiều nay em còn có việc em về công ty trước nhanh vậy sao để anh tiễn em alo chị Mai, Chi Hạ tối mai sau khi tan làm nhớ chuẩn, đi chuẩn bị tìm. một chút. vâng chị alo bố tối mai con có chút việc bố có thể giúp con đến Đó chân mong. chân không chân chân để cho bố lo con yên tâm làm việc cảm ơn bố alo Thanh Thanh sao vậy San San tức chết tôi mất rõ hôm qua bố tôi đi cùng ý. tôi nhưng ông lại phải đi trông con cho đường chi hạ thanh thanh chúng ta nhất định phải dạy cho đường chi hạ một bài học dĩ nhiên phải dạy rồi chỉ là tôi chưa tìm được cơ hội bây giờ có một cơ hội đây đường chi hạ không phải nhờ bố cô. giúp trông con sao cô tìm cách đi cùng bố tôi không đi đâu thấy đứa trẻ đó là đã bực rồi thanh thanh nghe tôi nói này đường chi hạ quan tâm đến con của cô ta như vậy nếu đứa trẻ này không cẩn thận bị lạc cô nghĩ xem cô ta sẽ như thế nào tống tiểu thư Cô thực sự muốn đặt một đơn hàng, đơn hàng trang sức từ tôi giống vậy. Chỉ cần cô giúp tôi một việc, tôi sẽ cho cô chỉ một giá 5 triệu. Vậy cô tống cần tôi làm gì? Rất đơn giản. Chỉ cần cô mỗi ngày theo tôi. dõi đường chi hạ và báo cáo mọi chuyện về cô ấy cho tôi. Này, các người tối nay công ty có sự kiện gì sao? Tối nay công ty bộ phận thiết kế sẽ đi tuần tiệm, đường chi hạ cũng sẽ đi. Vậy cô hãy tìm cách giúp tôi lấy điện thoại của đường chi hạ. Yên tâm, sau khi thành công, tôi sẽ không để cô thiệt thòi đâu, không vấn đề gì. Tịch tổng có việc gì sao? Thứ hai tuần tới gặp bà nội tôi, tôi không gặp. Tôi không muốn có bất kỳ dính với tịch gia. Vậy sao? Vậy cũng không được gặp Kình giã. Không được dây dưa với cậu ấy. Kình giã là bạn của tôi, cậu ấy cũng là người của tịch gia. Đường chi hạ, em không phải rất giỏi sao? Anh thực sự muốn gì đây? Thứ hai tuần tới gặp bà nội tôi. Không gặp cũng phải gặp. Tôi không gặp. Thiết kế này, không được Mọi người xem trước Chi hạ Vừa nhận được cuộc gọi từ lễ tân Bố cô gọi đến nói là con trai cô bị lạc Bảo cô liên lạc ngay Gì cơ, chân chân bị lạc sao Điện thoại của tôi đâu rồi Chị Mai, cho tôi mượn điện thoại của chị lạc. Được thôi Alo Alo, bố à, bố đang ở đâu Chân chân bị lạc ở đâu Ngay gần trung tâm thương mại Thanh Thanh nói đưa nó đi chơi Bố chỉ đi mua một món đồ Vậy mà đã không thấy đâu rồi Thật sự Là bố xin lỗi con Đường Thanh Thanh Chắc chắn là do đường Thanh Thanh giở trò Chi hạ Chân chân không phải nhớ số của cô sao Sao điện thoại của con Gọi mãi không được vậy Điện thoại Thiết kế đường Tôi cầm túi giúp cô nhé Bố Bố yên tâm Chân chân sẽ không sao đâu Chắc là con để điện thoại ở công ty Con đi tìm chút Tìm được chân chân rồi gọi số này là được Chị Mai Chị cho tôi mượn điện thoại Ừ, được thôi Em không sao chứ Nhanh đưa điện thoại Gọi vào điện thoại của tôi nhanh lên Sao không nghe máy Mau nghe máy Alo, xin chào Mau nghe máy Alo, xin chào Alo, vừa nãy có phải có được gọi bé? điện thoại từ số của cô không đúng vậy cô là mẹ của bé phải không tôi sẽ gửi địa chỉ cửa hàng cho cô cô đến ngay nhé được rồi cảm ơn ngoan quá chúng ta mau đi tìm chân chân được rồi chân 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 mẹ đến đón con đây chân chân nói với má mình con bị lạc ở đâu ông ngoại đi đỗ xe rồi dì thanh Thành nói sẽ mua đồ ngon cho con nhưng gì ấy đi rất lâu không trở lại. Con muốn tìm gì ấy và rồi bị lạc đường. Không sao rồi. Ngoan, về nhà với má mỉ. Cảm ơn nhé. Không có gì, không có gì, mọi người mau đưa bé về nhà. Đi cẩn thận nhé. Ôi chào cháu của ông. Cháu làm ông sợ chết khiếp. Đường chi hạ? đường chi hạ cô làm gì vậy đường chi hạ cô dám đánh tôi mẹ đường chi hạ lại đánh con sau này tránh xa con trai tôi đừng nghĩ tôi không biết cô đang toan tính gì má mì đừng giận nữa má mì là do chân chân không ngoan hôm nay bố vất vả rồi bố về nghỉ sớm đi chân chân sợ hãi rồi con đưa nó về ngồi yên đừng động đậy cảm ơn mai tôi sẽ giúp em mang thuốc qua Chân chân, sau này con phải nghe lời. Mẹ con tối nay lo lắng quá rồi. Vâng, con biết rồi. Sau này con sẽ không chạy lung tung nữa. Chân chân ngoan quá. Được rồi, hai người nghỉ trước đi. Tôi đi trước đây. Chờ một chút. Thứ hai tuần sau, tôi sẽ cùng anh đi gặp bà anh. Được rồi, tôi sẽ đến đón em. Thanh Thanh, lần này thảm rồi. Đường chi hạ chắc chắn sẽ nói xấu cô trước mặt bố cô Nói cô cố ý để là con trai cô ta Cô ta còn dám đánh cô trước mặt bố cô Không biết chừng con nói xấu sau lưng cô nữa Tôi sẽ không để yên cho cô ta đâu Alo Tống Tiểu Thư Tôi có chuyện muốn nói với Tịch Tổng tối nay tới nhà đường Chi Hạ Cô nói gì cơ tiện nhân Tịch tổng tịch cửu thần này Ngoài việc là một gã khốn và hơi độc đoán ra Thì anh ta cũng không tệ lắm Alo Hôm nay em có thời gian khi nào Tôi sẽ đưa MDI gặp bà tôi Trước 3 giờ chiều tôi còn thời gian có được không Được rồi, chúng ta đi ngay bây giờ Ngay bây giờ Nhưng tôi còn phải đi làm Vậy thì xin nghỉ đi nhưng tôi, muốn tôi suy nghỉ giúp em không cần đâu. Tôi tự suy nghỉ, gặp nhau ở cổng sau 10 phút nữa. Để anh xin hộ. Nếu không thì tôi sẽ nhảy vào Cũng sông không mà. rửa sạch được. Tống tiểu thư, đường chi hạ lên xe tịch tổng. Có vẻ như họ đang đi hẹn hò. Đường chi hạ. Cô thật là ngày càng mặt dày hơn rồi, thậm chí còn lợi dụng giờ làm việc để dụ dỗ cửu thần bằng mọi cách. Đường chi hạ. Tôi nhất định sẽ không để cô thành công. alo cửu thần em bị tai nạn em sẽ rất đợi. sợ nhanh đến cứu em đi. cô không sao đầu em rất đau và chóng mặt cửu thần anh nhanh đến đây gửi địa chỉ cho tôi tôi sẽ đến ngay 3 năm rồi vẫn cứ trò cũ đi với tôi trước đi cửu thần anh cuối cùng cũng đến rồi chi hạ sao cô cũng ở đây tống san cô thật sự làm cho chúng tôi rất tự hào lại còn xảy ra tai nạn thế này Thật sự rất giỏi, Chi Hạ, cô, cô không cần phải nói lời khó nghe như vậy, nói khó nghe. Tôi tưởng cô bị thương nặng gãy tay gãy chân rồi, chuẩn bị đến đây để bắn pháo ăn mừng đấy, Chi Hạ, cô, cô sao vậy? Diễn đi. Em có thể im lặng một chút không? Được rồi, tôi sẽ im vậy tôi đi trước đây, đừng đi. Chu Hào đang trên đường đến đây, một lát nữa tôi sẽ cậu ấy đưa cô đến bệnh viện, tôi có việc không yes, thể say. đi cùng cô, không, em không muốn. Cửu Thần, nếu anh không đưa em đi, em sẽ không đi đâu, vậy thì cô đừng đi. Tôi và tịch tổng còn có việc quan trọng cần xử lý. Chúng ta đi thôi. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Em về công ty trước đi. Đừng lo, chỉ là chấn thương nhẹ thôi, cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn. Vừa rồi, sao anh lại đi cùng Chi Hạ, đi làm việc sao? Tôi đưa cô ấy đi gặp bà tại tôi. sao lại đưa cô ta đi gặp bà anh? Bởi vì, khi tôi còn nhỏ, tôi từng bị bắt cóc, là mẹ của cô ấy đã hy sinh để cứu tôi, tôi mới sống sót. Bà tôi muốn đền ơn bà ấy. Cái gì? Mẹ của cô ấy đã cứu anh. Trước đây khi còn đi học, em nghe nói mẹ của cô ấy đã hy sinh để cứu người. Không ngờ người được cứu là anh. Mẹ cô ấy thật sự vĩ đại. Cô và đường chi hạ. Rốt cuộc có hiểu lầm gì? Có một lần đi chơi. Cô ấy bị người khác xâm hại. Đều là lỗi của em. Từ đó trở đi, cô ấy nghĩ rằng đó là lỗi của em. Từ đó cô ấy hận em bị xâm hại. Đúng vậy. Cô ấy đã say rượu, sau đó bị một gã trai bao xâm hại. Em có lỗi với cô ấy. Nếu hôm đó em không gọi cô ấy ra ngoài thì tốt rồi. Cô chắc chắn cô ấy bị... Vào tối đó, cô ấy bị một gã trai bao xâm hại. Một cách tàn nhẫn. Đó còn là lần đầu xử cô ấy. Là em có lỗi với cô ấy. Em đáng đời. Cô ấy có hận em. Cũng là điều em nên chịu. Vậy con của cô ấy cũng là quyền điều này. Chai bao kia. Em không biết từ đó trở đi cô ấy đã ra nước ngoài chúng em không còn liên lạc nữa cửu thần việc này anh tuyệt đối không được nói cho chi hạ biết nếu cô ấy biết việc này là em nói cho anh biết cô ấy chắc chắn sẽ càng ghét em hơn đường chi hạ tịch cửu thần đã biết quá khứ đen tối của cô rồi anh ta còn muốn cô một người phụ nữ không trong sạch này sao được rồi cô nghỉ ngơi cho tốt nhé tôi phải về công ty trước cửu thần đừng đi ở lại với em có được không tối đó cũng là lần đầu tiên của em tôi biết cửu thần em sẵn lòng tiếp tục làm người của anh xin đừng chê bai em em biết em không đẹp nhưng em thật sự rất yêu anh trước tiên hãy chữa trị vết thương nhé tôi đi nhận một cuộc gọi alo cửu thần à sao còn chưa đưa đường tiểu thư về vậy cháu còn có chút việc mai sẽ đưa cô ấy được rồi, rồi. thì ngày mai đến sớm chút nhé tốt nhất là đưa cô ấy đến ăn chưa luôn Vâng bà, cháu sẽ sắp xếp. Tôi phải về công ty tôi đi trước đây. Phải rồi cửu thần, việc này anh đừng hỏi Chi Hạ. Em sợ cô ấy sẽ bị tổn thương lần nữa. Lên xe, không cần, cảm ơn. Buông tôi ra. Tôi không cần xe của anh. tịch cửu thần tuy anh là sếp tôi nhưng có thể đừng quá độc tài như vậy nếu không, không nghe lời tôi cần gì phải độc tài như vậy tại sao tôi phải nghe lời anh bởi vì tôi là người không thích bị từ chối tôi đã hẹn bà nội ăn trưa ngày mai ồ hẹn rồi thì được tôi muốn mời em vào chân chân ăn không cần đâu cảm ơn bạn gái của anh bị đụng đầu hỏng rồi à tống sa không phải bạn gái của tôi tôi chỉ chăm sóc cô ấy thôi đã ôm ấp mà còn không thừa nhận hai người đã ngủ với nhau rồi phải không tôi không muốn bàn về vấn đề này quả nhiên đàn ông chẳng có ai tốt đừng chi hạ, cô gặp bà nội cửu thần, rồi khiến cửu thần lấy cô để báo ân, làm cha của con cô. Mơ đi, tôi sẽ không để cô thành công đâu. Đi thôi, má mì, chủ tịch mời chúng ta ăn cơm, hay là chúng ta mời chủ tịch uống trà nhé? Anh muốn uống trà không? Đúng lúc khát rồi. Chú tịch, không khách sáo chút nào. Đi uống trà ở nhà con nhé. Đi thôi. Đây là cốc của chân chân, đừng chê nhé. Đừng sợ, chân chân Không sao chứ chân chân, chú tịch chú ở lại bảo vệ hai mẹ con con nhé mẹ và con đều rất sợ sấm sét được rồi không cần đâu chân chân má mì sẽ bảo vệ con nhưng má mì cũng rất sợ sấm sét mà má mì không sợ má mì dù sao anh không thể ở lại đây chờ mưa tạnh rồi tôi sẽ đi ngoan nào ngủ đi chân chân lại ngủ trong lòng anh ta trước kia khi có sấm sét đều là chân chân như một chàng trai nhỏ bảo vệ mẹ anh ấy bình thường lạnh lùng không ngờ rằng cũng có mặt dịu dàng như thế cảm ơn anh tối nay nhé cảm ơn như thế nào đây mời anh ăn cơm vậy thì không cần đâu vậy anh cho tôi đi ta à. Tịch Cửu Thần, đừng đùa nữa. Xịt, đừng mắng quá to, sẽ làm ồn đến đứa trẻ. Được rồi, tôi đi trước đây. Chào Tịch lão phu nhân, cháu là Tống San, là bạn gái của cháu Tịch Cửu Thần. Ừm, cháu và anh ấy quen nhau chưa lâu chưa kịp chào hỏi bà xin lỗi vậy cô nói đi cô và cửu thần nhà chúng tôi quen nhau thế nào cái này có gì mà ngại nói chứ nói nhanh đi năm năm trước cửu thần say rượu ở câu lạc bộ anh ấy cưỡng bức cháu lần đầu tiên để lại chiếc đồng hồ này rồi đi gần đây anh ấy thông qua chiếc đồng, đồng hồ tìm này. thấy cháu nói nói muốn chịu trách nhiệm với cháu cháu à là cửu thần có lỗi với cháu thay mặt cậu ấy bà xin lỗi cháu ba sẽ để cửu thần bù đắp cho cháu nào cháu đã ăn sáng chưa chưa ạ à. ngồi xuống bà sẽ để gì chuẩn bị một phần cho con ừ lão phu nhân thiếu gia đã về ạ à? ờ ừ. thiếu gia có dẫn cô đường chi hạ có ạ à? ừ san san cháu cũng quen đường chi hạ à cháu và chi hạ trước đây là bạn học tốt chị em tốt chỉ có điều giữa chúng cháu đã xảy ra hiểu lầm. Bây giờ quan hệ không còn tốt như trước. Vậy cô ấy chuyện của cô và cửu thần không? Có hả? Biết chứ. Chi hạ, cháu đến rồi. Lại đây, ngồi xuống. Cửu thần, đưa San San đi dạo đi. Bà muốn nói chuyện riêng với Chi Hạ. Vâng bà. Chi Hạ, bà luôn cảm kích mẹ cháu vì đã cứu cửu thần nhà bà. Bà cũng rất đau buồn khi mẹ cháu qua đời vì chuyện đó. Vì vậy, bà luôn tìm cơ hội để bù đắp cho cháu và gia đình cháu. Bà, mẹ cháu cứu cháu bà là trách nhiệm của mẹ cháu. Bà không cần phải đền bù cho cháu, cháu cũng sẽ không Ơ. ơn huệ của bà. Mẹ cháu không còn. Bà nên thay mẹ cháu, chăm sóc cháu. Nếu cháu không nhận, ơn huệ. Vậy thế này được không? Bà nhận cô làm cháu gái. Được thôi. Vậy là bà có thêm một cháu gái. Thật tốt. Thưa bà, bà nên uống thuốc. Chi hạ, cháu ngồi một lúc hoặc đi dạo một chút. Bà sẽ tìm cháu sau nhé. Tại sao cô không nói với Rồi tôi đến gặp bà tôi, cửu thần, em thích anh em muốn phát triển với anh mối quan hệ sâu hơn tôi sẽ bù đắp bằng vật chất cửu thần anh là người đàn ông đầu tiên của em trong sáng của em đã thuộc về anh cả đời này em sẽ không bao giờ thích người đàn ông khác cửu thần đừng như thế tôi đã tìm thấy cô tôi sẽ bù đắp cho cô ừm em tin anh cửu thần anh là người em tin tưởng nhất cả đời này em chỉ muốn ở bên anh được anh bảo vệ được anh cần em sẽ không đi đâu ai đó ra đây các người tiếp tục Tôi chỉ đi ngang qua, chi hạ. Bà đã nói gì với cô? Liên quan gì đến cô? Không có gì. Tôi chỉ hỏi thôi. Đừng giận. Tống san. Đừng giả vờ yếu đuối với tôi. Tôi biết rõ bộ mặt của cô lắm. Chi hạ, xin lỗi. Nếu năm đó không phải vì Đúng. tôi gọi cô ra ngoài. Cô đã không. Im đi, đừng để tôi ghét cô thêm. Bà mời anh qua đó. Tống san. Cô đi đến sảnh chờ tôi trước. Ừ. Cửu thần, cháu đã làm cái gì vậy năm năm trước sao cháu lại ngủ với tống san gây ra chuyện lố bịch thế này xin lỗi bà nội là do cháu bị kẻ xấu hãm hại mất tỉnh táo mà phạm sai lầm sai lầm rồi cháu có thể chịu trách nhiệm bà nội không trách cháu nhưng bây giờ cháu định xử lý chuyện với tống san thế nào cháu đã bù đắp cho cô ấy mọi cách cháu nhất định phải nhớ cháu dâu mà bà nội nhận định chỉ có đường chi hạ nếu cô ấy đồng ý cô ấy sẽ là thiếu phu nhân nhà họ Tịch. Nếu cô ấy không cưới, cháu phải chăm sóc cô ấy cả đời. Được. Đường chi hạ, để tôi tiễn em. Không cần, tôi tự gọi xe được rồi. Em xem ở đây có bắt được xe không? Anh quản tôi sao? Anh đi cùng Tống San là được rồi. Tôi sẽ đưa cô ấy về công ty trước, rồi sẽ đưa em về nhà. Tôi không thích ngồi chung xe với cô ấy. Anh không để cô ấy ngồi xe, chỉ để mình tôi ngồi. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Đường chi hạ, cô có thể nói lý chút được không? Anh quản tôi sao? Tôi có thể nói lý với người khác nhưng không muốn nói với anh. Đường chi hạ, Tống San đã kể cho tôi chuyện đã xảy ra. Chuyện đã xảy ra rồi. Em quên đi được không? Hừm. Đường chi hạ thật sự quá phiền phức. Cô ấy đang làm mình làm mẩy. Có phải vì em mà? Chi hạ không muốn ngồi xe của anh không? Hay để em bắt taxi, anh đưa cô ấy đi đi. Đừng nghĩ nhiều, cô ấy chỉ vì có việc gấp Nên về công ty trước thôi Chi Hạ đã ghét em 5 năm rồi Em cũng tự trách mình 5 năm Mỗi khi em nghĩ đến cô ấy đêm đó Quần áo sọc sệt, toàn thân bầm tím Em chỉ muốn, em chỉ muốn tắt mình Tại sao, tại sao lại để cô ấy chịu được chuyện tàn nhẫn như vậy Thông báo với mọi người một tin tốt Cuộc thi trang sức lần này, tác phẩm của Chi Hạ và anh. đều đã lọt vào vòng trong chi hạ ái nhã hai em phải tiếp tục cố gắng để làm dạng danh thương hiệu của công ty và đừng quên lần này có giải thưởng lên đến một triệu đấy yên tâm đi chị mai em sẽ cố gắng biết rồi chị mai được rồi giải tán thôi hy vọng chúng ta thi đấu bằng chính thực lực thật sự Tống tiểu thư, đây đều là mẫu mới của chúng tôi đóng gói tất cả cho tôi vâng cô tống alo tống tiểu thư lần này đường chi hạ và ái nhã đều đã lọt vào cuộc thi trang sức và giải thưởng được tịch tổng tăng từ 10.000 lên một triệu một triệu tốt tôi biết rồi một triệu xin chào tôi là tống san chúng ta nói chuyện chút nhé cô tống tìm tôi có chuyện gì không thông báo với cô ái một tin giải quán quân cuộc thi trang sức lần này thực ra đã được định trước đó chính là đường chi hạ tin tức của cô tống lấy từ đâu vậy chính xác không với mối quan hệ của tôi và cửu thần cô còn cần phải nghi ngờ sao nếu cô ái còn muốn giành giải thưởng công bằng hoặc sau này nổi bật trong công ty thì cô phải cẩn thận nếu không thì sau này trong công ty người nổi bật nhất sẽ mãi mãi là cô ấy cô tìm tôi Chắc hẳn, không chỉ để thông báo với tôi chuyện này chứ. Tôi cũng giống cô ấy, đều ghét đường chi hạng, muốn đuổi cô ấy khỏi công ty. Nhưng mà, tôi càng muốn cô ấy không thể tồn tại trong ngành thiết kế trang sức, nên tôi hy vọng cô có thể hợp tác với tôi. Vậy thì, cô Tống, mong tôi, làm thế nào, Tổng Giám đốc Lý Sở của công ty tổ chức cuộc thi trang sức lần này, cô biết chứ? Tất nhiên, tôi muốn khiến cô ấy thân bại danh liệt và hoàn toàn rời khỏi giới thiết kế. cuộc thi trang sức lần này có tự tin không? Tất nhiên là có. Giải thưởng là một triệu, nếu em giành giải, nó sẽ là của em. Tịch tổng, nếu không có việc gì, tôi cũng sắp tan ca rồi. Tôi sẽ đưa em đi đón chân chân nhé. Không cần, cảm ơn. Tôi đã hứa với bà nội phải chăm sóc mẹ con em. Không cần anh chăm sóc chú tịch chân chân sao anh lại đến đây sao anh lại đến đây chú tịch cô giáo nói thứ sáu tuần sau có lễ tốt nghiệp vì vậy chú tịch chú có thể làm bố tạm thời làm bố không. tạm thời của con không chân chân không được má mì đi cùng con là được rồi nhưng cô giáo nói cả bố mẹ đều phải tham gia yên tâm chú sẽ làm bố tạm thời của chú con chú sẽ đi cùng con tham dự lễ tốt nghiệp chân chân hay là thế này chúng ta mời chú kinh giã giã tham gia được không kinh giã không được cậu ấy không có thời gian tôi sẽ gọi điện hỏi anh ấy không được má mì vừa nãy con đã nói với các bạn chú tịch là bố của con rồi nếu thay bằng chú kinh giã, thì sẽ bị lộ yên tâm chú sẽ đóng vai bố con thật tốt đi nào chúng ta đi ăn tiệc lớn không cần đâu tịch tổng tối nay tôi sẽ ở nhà nấu cơm cho chân chân ăn má mì Chú tịch đã đồng ý giúp chúng ta rồi Chúng ta mời chú ấy về nhà ăn cơm nhé Chú tịch Mẹ con nấu ăn rất ngon Tôi nấu ăn rất tệ nên không mời tịch tổng được Tôi không chê đâu Đừng che mặt con Má mỉ Mẹ nấu ăn Rõ ràng là rất ngon mà Tại sao mẹ lại nói dối Chú tịch Mẹ con đã đồng ý rồi Chúng ta cùng mẹ Đi mua rau đi Đi thôi Tịch tổng đã muộn rồi, chủ tịch nên đi rồi. Chủ tịch lễ tốt nghiệp, chú nhớ đến nhé. Được, chủ tịch chắc chắn sẽ đến. Tịch tổng, giác. Alo, ai đấy? Tôi là người đàn ông ngủ với cô cách đây 5 năm Cô sinh ra con trai tôi Tại sao không báo cho tôi biết? Tôi không biết anh Anh nhận nhầm người rồi Đường chi hạ Nếu không muốn tôi dành con trai với cô Tốt nhất là nghe lời tôi Nếu không Anh dám dành con tôi Tôi sẽ giết anh tối nay lúc 10 giờ đến chỗ tôi chỉ định gặp mặt. Nếu không, cô sẽ thấy đấy. Alo bố Tối nay con có việc Bố có thể qua trong chân chân giúp con không Được, bố sẽ tới ngay Lý giờ hẹn tôi tối nay Lúc 11 giờ vào phòng Cô chắc chứ đường chi hạ sẽ ở trên giường chứ sao chưa đưa qua đây yên tâm tôi sẽ đưa cô ấy qua ngay bây giờ đặt người lên giường anh làm gì vậy tiểu mỹ nhân mở cửa tối nay em không thoát được đâu mở cửa tối nay không thoát được đâu mở cửa nào mở cửa mở cửa mở cửa, mở cửa em không thoát được đâu. tối nay mở cửa alo cứu tôi tịch cửu trần cứu tôi tôi bị người khác tình kế tôi đang trốn ở nhà vệ sinh khách sạn khách sạn nào phòng nào tôi không biết tôi bị người khác đưa tới tôi sẽ gửi định vị cho mở anh mở cửa à không được chi hạ là tôi đây không sao rồi chi hạ không sao rồi tịch cửu trần đưa xuống đồn cảnh sát tôi nay cứ làm như không có chuyện gì xảy ra tối nay đã xảy ra chuyện gì không có gì thả anh ta ra đi không muốn truy cứu thả anh ta đường chi hạ nếu hôm nay tôi không đến em biết hậu quả sẽ ra sao không đây là chuyện của tôi tôi đã nói thả hắn ra cho hắn cút đi tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không có gì chỉ là xui xẻo thôi bị người ta tình kế chi hạ không sao đâu tôi đi trước đây cảm ơn anh tôi đưa em về không cần đâu alo kình giã em đã gọi cho anh vừa rồi anh bật nên không nghe máy không sao đâu vừa rồi là chân chân vô tình bấm vào ồ vậy ngày mai chưa anh tới tìm em cùng ăn chưa được ngày mai gặp người đầu tiên em nghĩ tới để cầu cứu là kình giã anh ấy không nghe điện thoại nên khi em gặp rắc rối người đầu tiên em nghĩ tới không phải là tôi mà là kình giã cảm ơn anh cảm ơn thế nào mời anh ăn cơm được thôi hủy bữa trưa với kình giã ngày mai mời tôi ngày mai mời anh ăn cơm và sau này gặp bất cứ chuyện gì người đầu tiên em nghĩ tới để cầu cứu phải là tôi tịch Khử trần tại sao anh lại đi cứu cô ấy nghỉ sớm đi nhớ lần sau gặp chuyện gọi điện cho tôi đầu tiên Alo. Alo, Cửu Trần, em vừa gặp ác mộng. Em rất sợ. Anh có thể tới bên em không? Tôi còn có việc. Không. Em không muốn Cửu Trần, ngoài anh ra không ai có thể mang lại cảm giác an toàn cho em, cầu xin anh đến bên em đi. Tôi thật sự không thể đi. Được thôi, vậy anh gửi cho em một món quà vào ngày mai. Lý sở cái đồ vô dụng, con vịt đã vào miệng còn bay được. Đã điều tra ra ai chưa? Chưa, nhưng tôi nghĩ cô Tống sẽ biết. Không muốn hỏi cô ta, vậy cô em gái cùng cha khác mẹ của cô Đường Thanh Thanh có thể biết. Hẹn cô ta ra. Thiếu gia. Đây là tịch tổng của chúng tôi. Tịch thiếu gia, anh tìm tôi có việc gì? Ừm. Trong thẻ này có một triệu, trả lời tôi vài câu hỏi thiếu gia tịch có câu, câu hỏi, hỏi gì tôi đảm bảo những gì tôi sẽ biết. nói hết với anh câu hỏi đầu tiên ai là người đã xâm hại đường chi hạ tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cách đây 5 năm chị tôi biết rõ nhất không có gì đâu này tôi nói tôi nói đêm hôm đó ăn cơm tôi và san san đang uống rượu sau đó gọi chị tôi qua rồi chúng tôi rời đi một lúc khi quay lại thì phát hiện đường chi hạ bị xâm hại người đàn ông đó tên là gì trông như thế nào tôi không biết có lẽ là một gã che bao câu lạc bộ thì lộn lộ xộn như vậy Ai mà biết được. Thời gian địa điểm. Thời gian tôi không nhớ rõ lắm. Hình như là vào mùa hè. Tôi nhớ địa điểm là Vĩnh Xã hội. Thật trùng hợp. Được rồi, cô có thể đi được rồi. Cảm ơn thiếu gia Tịch. Đi đến Vĩnh Xã hội tìm lại tất cả những chuyện đã xảy ra 5 năm trước. Vâng thưa thiếu gia. Tiếp sau đây, tôi sẽ tuyên bố người chiến thắng cuộc thi lần này. Chúng ta hãy chúc mừng Chi Hạ, nhận giải nhất của cuộc thi này. Cảm ơn sự ủng hộ và khích lệ của chị Mai. Đây là do khả năng của chính cô. Chi Hạ hãy cố gắng hơn nữa nhé. Công ty thì sao cũng đã thưởng cho việc. Lọt vào chung kết cuộc thi này, Ái Nhã đã giành được 2.000 20 nhân dân tệ. Chúng ta hãy cùng chúc mừng Ái Nhã. Giải thưởng. Đúng là chân biếm. Mọi người cùng thảo luận xem tối nay ăn ở đâu nhé. đừng chi hạ, cầm một triệu này. cô không cảm thấy xấu hổ sao? tại sao tôi phải xấu hổ? tôi cảm thấy cô cảm ơn chị Mai. chi bằng cảm ơn tịch tổng đi, dù sao cũng chỉ là một câu nói của anh ấy thôi, không bằng trực tiếp đưa tiền cho cô. còn hơn là phải dự thi. biết thế này thì còn không bằng tôi cũng có thể tạo dáng một chút. như vậy còn dễ hơn nhiều. tịch cửu thần, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc cuộc thi trang sức này có bị can thiệp không? em không tự tin vào chính mình sao? tôi dĩ nhiên có tự tin vào bản thân mình, nhưng mà em nghĩ tôi rảnh rỗi lắm à đi can thiệp vào những việc nhỏ nhặt như thế này nếu em không muốn số tiền này tôi có thể không đưa cho em nếu anh không can thiệp thì anh phải trả lại một triệu này cho tôi alo bố tối nay công ty con có tiệc có thể nhờ bố giúp trong chừng chân chân không yên tâm đi chân chân giao cho bố cảm ơn bố cẩn thận cẩn thận đi từ từ đi bên này Chị Mai, em nói với chị nhé, em vẫn có thể uống thêm. Chị không cần phải đỡ đâu, em có thể tự đi được nhìn này không sai đâu. Em đi từ từ nhé. Xin lỗi tịch tổng. Các đồng nghiệp quá nhiệt tình nên uống hơi nhiều, chị hạ cô ấy. Không sao đâu, mọi người đã vất vả rồi, về sớm đi nhé. Vâng, tịch tổng. Túi túi túi. Chị Mai, tịch tổng đi cẩn thận nhé. Đường mẫu đơn đình. bố tối nay con say rồi bố có thể trông giúp con chân chân một đêm được không được rồi khi say thì hãy nghỉ ngơi cho tốt chân chân giao cho bố bố ở nhà chăm sóc nó chân chân đừng làm loạn đừng chi hạ buông tay ra

<laughs> Alo, Thanh Thanh sao rồi? Alo, San San, chiều nay thiếu gia tịch thị tịch cửu thần đã tìm tôi anh ấy hỏi tôi một vấn số. đề liên quan đến đường chi hạ anh ấy hỏi những gì anh ấy hỏi tôi về việc năm ai là chứ? người ngủ với đường chi hạ tôi làm sao mà biết được chứ nhưng tôi đã nói cho anh ấy biết về hội quán vĩnh dạng cái gì cô đã nói về hội quán vĩnh dạng anh ta bảo tôi nói thật mà tôi có thể làm gì được đây tôi sợ đắc tội với anh ta nếu anh ta biết chúng ta cùng mấy Nhạc. đường chi hạ cô nghĩ anh ấy sẽ tha cho chúng ta sao anh ta không tìm chúng đường ta. chi hạ cũng có thể sẽ báo cho anh ta ôi trời tịch cửu thần tìm cô để hỏi chuyện là vì đường chi hạ không chịu nói bây giờ cô nói về hội quán vĩnh dạ thì anh ấy chắc chắn sẽ đi điều tra thanh thanh cô thật là ngu mà nếu cửu thần đi điều tra chuyện năm đó thì chứng tỏ anh ấy đã quan tâm đến đường chi hạ rồi nếu mà cửu thần biết anh ấy và đường còn chi có hạ một đứa trẻ thì mình sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nữa Alo, trợ lý Lâm. Anh có rảnh không? Nhà tôi có một con chuột lớn. Tôi hơi sợ. Chuột. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Ừm. Đường chi hạ có thể có đứa trẻ của cửu thần, tại sao mình lại không thể? Cô Tống, con chuột đâu? Nó ở trong phòng. A Chi, bây giờ tôi đã là người của anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm đấy. Xin lỗi, là tôi đã phạm cô Tống. phải sai lầm lớn. Achi, nếu cửu thần biết anh đã lên giường với tôi, anh nghĩ anh ấy sẽ tha cho anh sao? Yên tâm đi Achi, việc này chỉ có chúng ta biết. Nhưng mà, từ giờ trở đi, anh phải nghe lời tôi, làm việc cho tôi. Cô Tống muốn tôi làm gì? Rất đơn giản, anh chỉ cần báo cáo cho tôi mỗi ngày về hành tung của cửu thần và những người phụ nữ anh ấy tiếp xúc. Được rồi, về sau tôi sẽ báo cáo đầy đủ về chuyện của tịch tổng cho cô. Thì cửu Thần sao anh lại ở đây? Anh làm gì ở nhà tôi vậy? Em hãy nhìn cho rõ đi. Đây là phòng của tôi, giường của tôi. Đừng nghĩ nhiều, tôi qua em say đến mức không tỉnh táo. Để không làm em mất mặt trước con trai, tôi mới đưa em về nhà tôi. Vậy thì, tại sao anh lại ở trong phòng? Cái đó phải hỏi chính em. Người lớn như vậy rồi, mà còn ôm con trai anh... ngủ. Chẳng lẽ tôi đã ôm anh suốt cả đêm? Anh không thể giúp tôi đẩy ra sao? Tối qua em ôm tôi, vừa hôn vừa ôm. Tôi làm sao có thể ngượng? Gì mà vừa hôn vừa ôm? Mình không sống nổi nữa. Xin lỗi tôi phải đi 4 giờ rồi. sáng. Em có thể đi đâu? Ngủ thêm một chút đi, đừng lo lắng. Chuyện của chân chân, tôi đã nói với bố của em rồi. Người đàn ông này cũng không tệ lắm, còn biết để bố thay mình chăm sóc chân chân. Khuya vậy còn uống rượu không tốt cho dạ dày đâu em đang quan tâm tôi à tôi đang quan tâm chính mình sợ anh say rượu phát tình đường chi hạ em tự tin vậy sao tôi có hứng thú với em à đàn ông các anh chỉ cần là phụ nữ là có hứng thú được vậy tôi đi nói về anh và tống san là chuyện gì vậy tại sao lại nói về chuyện này chỉ là tò mò tống san làm sao mà ngủ với anh được năm năm trước tôi ở hội quán vĩnh dạ bị người ta cho uống thuốc trong tình trạng mất ý thức xảy ra chuyện đó vậy nên anh út năm năm nay đều bù đắp cho cô ta không phải đâu, mới gần đây mới phát hiện. Vậy làm sao anh tìm được cô ấy? Đêm hôm đó khi tôi bất tỉnh, tôi đã đưa cho cô ấy một chiếc đồng hồ, không lâu sau. Tôi phát hiện chiếc đồng hồ đó ở một người bán đồ cũ. Thông qua chiếc đồng hồ đó, tôi mới biết người phụ nữ đêm hôm đó là cô ấy. cuộc thi trang sức nhà thiết kế đường Tri hạ đạt ra hóa ra là do tịch tổng sắp đặt sẵn tôi cũng nhận được tin tức nói rằng nếu theo thực lực thực sự mà nói tác phẩm của nhà thiết kế đường nhiều nhất cũng chỉ lọt vào top 3 lần này tiền thưởng còn được tịch Đăng tổng lên một triệu thật không công bằng với các nhà thiết kế khác nhưng các cô cũng thấy đấy nhà thiết kế đường và tịch tổng gần gũi như vậy biết đâu xịt nói nhỏ thôi để tịch tổng nghe thấy chúng ta đều không làm được việc làm việc thôi đường Tri hạ lần này tôi xem cô ở công ty làm sao tiếp tục tịch cửu thần bây giờ cả công ty đều biết rồi Nói rằng giải thưởng này là anh đã sắp đặt sẵn cho tôi, nói cho tôi biết, rốt cuộc có phải là anh không? Tại sao anh lại làm vậy? Tôi đã nói với anh rồi, tôi không cần. Tịch Cửu Thần, xem như tôi cầu xin anh, được không? Sau này công việc của tôi ở công ty, anh đừng can thiệp vào, được không? Tiền thưởng tôi sẽ để tài chính trừ lại. Chiếc cúp này cũng xin anh trả lại. Chờ đã. Tịch tổng còn việc gì nữa? Sau này tôi sẽ không can vào công việc của em. Nhưng tôi vẫn muốn chăm sóc em và chân chân. Không cần, cảm ơn. Thiếu gia, việc anh bảo tôi điều tra Có manh mối rồi Nói đi Tôi đã đến hội quán Vĩnh Dạ để điều tra Camera giám sát 5 năm trước Kết quả là toàn bộ giám sát được không giám chắc. sát Thật ra đã bị đốt cháy 3 năm trước 3 ngày trước Ngày thứ hai sau khi tôi gặp đường Thanh Thanh Nghe nói là một nhân viên của hội quán Do một số sai sót gây ra Nhưng tôi đã tìm ra người đó Dùng một số thủ đoạn Biết được có người Đưa cho anh ta một khoản tiền Chỉ thị anh ta làm như vậy Nói tiếp đi Người chỉ thị anh ta dùng điện thoại mã hóa nhưng thông qua việc định vị của bộ phận liên lạc, chúng tôi xác định được vị trí của cuộc gọi đi. Đó là là căn biệt thự mà anh tặng cho cô tống tống san bây giờ ổ cứng còn có manh mối khác không thiếu gia ổ cứng không bị hủy nhưng gần như thế ý là gì nói rõ ràng đi nhân viên đó lén lút thay đổi ổ cứng ổ cứng bị đốt cháy là giả ổ cứng thật vẫn trong tay anh ta vì muốn sau này từ người chỉ thị đằng sau kiếm thêm một khoản nhưng ổ cứng đó trong lúc tôi đuổi theo anh ta đã bị vỡ hiện tại đang hết sức sửa chữa dù thế nào đi nữa cũng phải sửa chữa được ổ cứng còn nữa cử người theo dõi tống san báo cáo cho tôi ngay mọi hành động cũng được thiếu gia Đúng rồi, tôi vừa thấy ở tầng dưới. Thay trên thiếu gia. Cậu ta đến làm gì? Nói là mời Đường tiểu thư ăn cơm. Nghe nói cô đã lấy lại chiếc cúp ca cúp và tiền thưởng đều trả lại rồi, không ngờ cô vẫn còn chút tự trọng đấy. Những thông tin buổi sáng là do cô gửi đúng không? Có phải tôi quan trọng không? Tự mình dám làm còn sợ người khác nói. Đồng nghiệp một thời gian, tôi không muốn cãi nhau nhiều với cô, phiền cô ra ngoài. Đồng nghiệp ư? Đừng chi hạ. Làm đồng nghiệp với người như cô, thật sự là nỗi nhục của tôi. tịch cửu thần anh là đồ khốn nếu không vì lời nói của anh tôi có thể vẫn đạt giải ba bây giờ thì tốt rồi không còn gì cả chị chi hạ vị khách này muốn tìm chị thiết kế trang sức xin chào mời ngồi nhà thiết kế được là thế này tôi có một người bạn ở nước ngoài hy vọng cô có thể thiết kế một chiếc vòng cổ cho cô ấy và bạn trai rồi sao nữa cô ấy hy vọng cô ấy là một chiếc khóa bạn trai cô ấy là chìa khóa hơn nữa có thể khắc chữ cái đầu của họ hai người lên vòng cổ được rồi Vậy là hai chữ cái nào? Cô ấy là S, bạn trai là 10. Còn muốn ở giữa vòng cổ, thêm một biểu tượng hình trái tim. Giá khoảng 5 triệu. Được rồi tôi sẽ nhanh chóng đưa ra bản thảo. Tôi sẽ chờ tin tốt của cô. Tiểu Hân, tiễn khách, mời đi lối này. San San, chuyện giúp cô xong rồi. Được rồi, cảm ơn cô. San San, cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy 5 triệu nói định là định ngay được tôi cũng chỉ giúp bạn thôi đó không phải là tiền của tôi được rồi alo tiểu thư 5 phút nữa bảo đừng chi hạ đến cửu thần một chuyến đừng nói là có chuyện gì cứ bảo cô ấy đến được cô tống sao cô lại đến đây cửu thần em mang trà chiều cho anh lần sau đừng mang nữa tôi không thích những thứ này cửu thần đầu em đau quá vậy cô nghỉ ngơi đi cửu thần mắt em hình như có gì đó đau quá anh giúp em thổi đi được không <laughs> xin lỗi hai người cứ tiếp tục tôi đưa cô đi bệnh viện nhé không sao đâu không sao không sao cửu thần sao thế tôi sẽ để lâm trì đi bệnh viện kiểm tra rồi đưa cô về nhà cửu thần em muốn ăn tối với anh tôi còn việc phải làm để lần sau đi cô giáo xin lỗi tôi đến trễ đường vũ chân đâu đã được bố cậu bé đó rồi đúng vậy cảm ơn cô chờ chú một chút nhé alo anh đưa chân chân đi đâu rồi ở trung tâm thương mại đối diện nhà em chân chân má mì bố đã dẫn con đi chơi rồi nhiều chỗ vui lắm không được gọi như thế phải gọi là chủ tịch nhưng con thích gọi là bố con sao lại cãi nhau với trẻ con Để làm như tôi chiếm được lợi lộc gì của em đâu chân chân má mì đã nói không được tùy tiện nhận đồ của người khác nhưng mà bố không phải là người ngoài vậy thì cảm ơn tịch tổng bố tặng con đồ Chúng ta mời bố ấy ăn tối nhé, được. Cảm ơn chân chân. Má mì nhanh lên. Ăn một miếng thịt nào. Má mì, cái này cũng cay hả? Vì má mì thích ăn cay mà, bố có thích ăn cay không? Có chứ. Thật không thích ăn cay lắm à? Vậy thì món này làm đúng rồi, ớt này tôi nói cho rất anh rất ngon đoán là anh thích ăn cay nào ăn nhanh đi được thế nào ngon không ngon thật tuyệt vậy thì đĩa ớt này của anh đây là ớt tôi đặc biệt chuyển từ tứ xuyên về không cay đừng khách sáo thật ra lúc trước là mắt của tống san không thoải mái tôi giúp cô ấy thổi một chút nói với tôi làm gì đúng rồi chiều nay là anh gọi tôi đến văn phòng anh phải không không phải có chuyện gì vậy không sao đau dạ dày tôi chịu đựng một chút là được nếu không ăn được đồ cay thì nói sớm chứ nếu tôi không ăn làm sao em giải tỏa bực tức vậy bây giờ làm sao đây nghiêm trọng không có cần đi viện không giúp tôi rót một cốc nước nóng đúng là ngốc nếu không ăn được đồ cay thì nói sớm dạ dày không thoải mái cũng phải nói sớm như vậy tôi sẽ không vậy là em đang quan tâm tôi sao tịch tổng đã muộn rồi anh về trước đi tịch tổng đã muộn rồi hay là anh về sớm nghỉ ngơi tôi rất buồn ngủ không thể lái xe được thôi tôi sẽ gọi điện gọi chu hào đến đón anh em làm tôi như thế này không cho tôi nghỉ ngơi một chút cũng không được sao được anh nghỉ ngơi đi tôi cũng đi nghỉ ngơi làm gì vậy tịch đồ khốn buông tôi ra như thế mới gọi là đồ khốn tịch cửu thần buông tôi ra đừng khốn nạn mà đường chi hạ anh thích em tôi thấy anh không có bệnh gì cả nhanh lên lái xe về nhà đi nhưng anh rất buồn ngủ nếu trên đường xảy ra tai nạn gì thì em chịu trách nhiệm chân chân tịch cửu thần anh thật là khốn nạn alo cửu thần em nhớ anh tối thứ sáu tuần này anh có rảnh không em muốn mời anh ăn tối thứ sáu tôi còn việc rất quan trọng phải làm, lần sau nhé. Được rồi. À đúng rồi, cửu thần, em có một người bạn gái thân, cô ấy gần đây bị thất nghiệp, anh có thể cho cô ấy làm việc tại quầy lễ tân công ty không? Được. Bảo cô ấy ngày mai đến tìm bộ phận nhân sự để báo cáo. Ừm, cảm ơn cửu thần. Chị hạ, khách hàng đặt làm trang sức lần trước đã đến rồi, đang ở phòng tiếp đón. Được, tôi sẽ đến ngay. Ừm. Thì ra là cô Tống. Xin chào. Là cô ta, thì ra S chỉ là Tống San, vậy mới chắc chắn là tịch cửu thần rồi. chị hạ thật là vất vả cho cô đã thiết kế một cặp dây chuyền đẹp như vậy tôi rất hài lòng tin rằng cửu thần nhìn thấy cũng sẽ rất thích cô tống hài lòng là tốt rồi cô là khách hàng lớn của chúng tôi năng lực của chị hạ rất đáng khen ngợi à đúng rồi cửu thần hiện không có ở đây vậy nên nhờ nhà thiết kế đường giúp tôi trao dây chuyền này cho cửu thần tôi nhất định sẽ trao tận tay giám đốc lý tôi muốn nói chuyện riêng với chị hạ được các cô cứ nói chuyện đường chi hạ tôi cảnh cáo cô nếu còn dám dây dưa với cửu thần cô có tin không tôi nhất định sẽ để thằng trai bao đêm đó đến tìm cô ngay tống san ngày xưa tôi đối xử với cô như chị em tốt nhưng cô lại tà nhẫn đối xử với tôi như vậy đường chi hạ cô không nên làm chị em tốt của tôi chỉ cần cô ở bên tôi tôi sẽ trở thành như một kẻ vô dụng cô xinh đẹp học giỏi gia cảnh cũng tốt cha mẹ tôi suốt ngày khen cô cô có biết nỗi đau của tôi lúc đó không đường chi hạ tôi ghét cô không thể chịu nổi cô tôi chỉ muốn xem cô bị tôi đạp dưới tay trông như thế nào cuối cùng 5 năm trước tôi đã thấy Đường chi hạ, cô dám đổ lên người tôi Tống san, tôi nói với cô Nếu cô còn dám chọc tức tôi nữa Tôi sẽ kể từng việc bẩn thỉu cô làm cho tịch cửu thần Dù anh ta đã ngủ với cô Tôi cũng khiến anh ta gây tầm cô Hơn nữa tôi còn cướp đi Vị trí thiếu phu nhân tịch ra Đừng có mà không biết điều Có việc gì à? Nè, tặng anh Sao tự nhiên lại tặng anh cái này Bạn gái anh tặng đó Em mở lòng rồi ra là... Tống San Anh đã nói bao lần rồi Cô ấy không phải bạn gái anh Tôi cũng hết cách Chờ đã Tịch tổng lẽ nào còn muốn Tôi đeo hộ anh à Anh không có ý định nhận cái này Nếu anh muốn trả lại Thì cũng nên trả lại cho Tống San Đừng chi hạ Giờ anh đang đặt hàng cho em Theo tưởng tượng của em Thiết kế cho anh một cái dây chuyền Giá là 10 triệu Thế nào Anh ta bị cửa đập vào đầu rồi Tịch Tổng nghiêm túc sao? Rất nghiêm túc, anh sẽ lập tức đặt hàng. Được rồi, Tịch Tổng, dù sao có đơn tôi sẽ nhận, có tiền thì lấy. Chị Hạ, có một khách hàng lớn, đặt đơn hàng 10 triệu. Cứ để cô thoải mái sáng tạo. Thời gian sắp tới, các bản thiết kế thông thường các. cô không cần phải nộp nữa, chỉ cần tập trung vào đơn này là được. Được ạ à, chị Mai. Alo, anh thực sự đã đặt hàng. Làm tốt và thiết kế tận tâm. Em có thể xem anh như bạn trai hoặc chồng của em thiết kế một chiếc dây chuyền dành cho người em yêu quý tịch tổng anh là thượng đế của tôi chồng gì chứ chồng tương lai hoặc bạn trai tương lai không quan trọng đường thanh thanh sao cô lại ở đây cô có thể làm việc ở đây tôi thì sao không thể làm việc nghe nói chưa tháng sau công ty chuẩn bị thăng chức một vị trí phó giám đốc thiết kế thật sao vị trí đó chắc chắn thuộc về đường chi Hạ tại sao lại là của cô ấy cô mới đến không biết đường chi hạ và tịch tổng rất thân thiết tôi đoán vị trí này chắc chắn là dành cho đường chi hạ đường chi hạ mặt dày vậy còn quyến rũ tịch tổng cô ấy có quá nhiều tin cô sống. ấy có xứng đáng với tịch tổng bạn không? làm sao biết đường chi hạ không sạch sẽ cô ấy có một đứa con ngoài giá thú là kết quả của những cuộc vui năm năm trước ngày đó để kiếm tiền cô ấy ra nước làm ngoài. tiếp viên và phục vụ khách ở hộp đêm cô biết rõ như vậy từ đâu cô ấy là con gái của vợ trước của bố tôi chính vì làm những chuyện bẩn thỉu bị bố tôi đuổi ra khỏi nhà cô nói nhà thiết kế đường năm năm trước làm tiếp viên ở hộp đêm có thật không có thể không Nhân viên lễ tân mới đến là em cùng cha khác mẹ của cô ấy, cô ấy đã tự nói. Nghe nói thiết kế đường là vì không có tiền học thiết kế nên phải làm việc ở những nơi như vậy, làm tiếp viên để kiếm tiền, sau đó bị bố cô ấy đuổi ra ngoài, thế còn đứa con của cô ấy đến từ đâu? Kinh doanh nhiều như vậy, làm sao có thể không có thai? Gặp khách có sở thích kỳ lạ một chút thay đổi kiểu mới, cũng có thể mang thai. Mấy người thuộc phòng nào vậy? Tịch tổng, chiều nay tự rời khỏi công ty. Tịch tổng có việc gì, đừng chi hạ, hãy thành thật về quá khứ của em, dù quá khứ của em có như thế nào, anh cũng sẽ không tin. Tôi có quá khứ gì Cần phải thành thật với tịch tổng Anh nghe nói 5 năm trước em Đã làm tiếp viên Để ra nước ngoài học thiết kế Còn phải làm việc ở hộp đêm để kiếm tiền Nghe nói chân chân chính là Là kết quả của những năm đó Em còn bị bố em đuổi ra ngoài Tất cả đều là thật sao Tiện nhân đường thanh thanh Đường chi hạ, cô dám đánh tôi thử xem Tôi sẽ báo cho bố tôi Đường thanh thanh cho cô hai sự lựa chọn Thứ nhất là từ chức về nhà. Thứ hai, chịu trách nhiệm về những lời lẽ xúc phạm tôi. Đường Chi Hạ cô dám làm, còn sợ tôi nói sao? Năm năm trước có phải cô ngủ với trao bao không? Đường Thanh Thanh. Cô dám thể trước công ty, những lời nói của cô là thật không? Tịch Tổng. Cô hủy dung tôi, tôi nói với bố. Yên tâm, ngay lập tức đi phòng nhân sự để làm thủ tục công ty không thể chưa? những người miệng lưỡi bừa bãi. Cô là tiện nhân, suốt đời này tôi tuyệt đối không tha cho cô thiết kế đường hai chúng tôi không nói bậy bạ tất cả đều là đường thanh thanh cô ấy nói bừa chúng tôi đường chi hạ em muốn chết sao anh không tin những lời nói bậy bạ đó sao tôi đã làm tiếp viên làm tiếp viên hộp đêm rất bẩn anh vẫn đừng đụng vào tôi anh không cho phép em tự hủy hoại bản thân thực ra tôi đã từng bị ngủ với anh cứ chê bai tôi đi Đường Chi Hạ, nghe anh nói, anh không chê bai em, anh cũng không cho phép em tự chê bai mình. Quá khứ của em anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm đến tương lai của em. Tịch Cửu Thần tôi cảnh cáo anh. Đừng động vào tôi, nếu không tôi sẽ thì hãy kết hôn với anh. Thanh Thanh, tôi đã nhờ quan hệ giúp cô vào làm ở công ty là để giám sát Đường Chi Hạ, sau đó tìm cơ hội đuổi Đường Chi Hạ ra khỏi công ty, nhưng cô mới làm chưa đến một ngày đã bị sa thải. Tôi biết thế nào được Tịch tổng bảo vệ cô ta, ngay lập tức sa thải tôi, nhưng tôi cũng không để cô ấy yên tôi đã tuyên truyền trong công ty rằng 5 năm trước cô ấy là tiếp viên và đã bị trai bao ngủ qua có lẽ bây giờ toàn công ty đều đang chế giễu cô ấy thôi được à gần đây bố cô còn trông trẻ cho đường chi hạ không không bố tôi dạo này bận rộn hình như là có người muốn mua lại công ty của bố tôi ông ấy đang rất phiền mua lại thế thì nghỉ ngơi cho tốt nhé hôm khác tôi sẽ đãi cô ăn được cảm ơn chị san đường chi hạ nếu bố cô gặp chuyện tôi xem cô còn có thời gian Quân quyết bên cửu thần không đến giờ xuất phát rồi hay anh không đi được không? Tôi sẽ nói với giáo viên, anh đã hứa với chân chân là sẽ đi. Thế này đi, chỉ cần anh không đi, ba bữa cơm của anh tôi sẽ bao hết thế nào? Ba ngày, ba ngày ba bữa cơm, tôi sẽ bao hết thế Để... nào, anh phải đi. Vậy thì anh phải làm thế nào mới không đi, thế thì? Em bây giờ đi cùng anh lấy giấy chứng nhận kết hôn. Anh hồi. sẽ không đi, không thể được. Được rồi, bây giờ là giải Sunflower, người nhận giải là Bạn nhỏ đường Vũ chân vậy xin mời bạn nhỏ đường Vũ chân lên sân khấu cùng bố mẹ. Vậy hai bông hoa nhỏ này, xin mời bạn nhỏ Đường Vũ Chân tự tay gắn lên cho. Bố mẹ chăm chỉ nhé. Xin mời bố mẹ của Đường Vũ Chân phát biểu nhận dạng họ đã nuôi dưỡng một đứa trẻ dễ thương như vậy như thế nào. Tôi Để tôi nói nhé. Thực ra thì, Chân Chân luôn có mẹ chăm sóc, những năm qua tôi luôn bận rộn với công việc, vì vậy công lao này là thuộc về cô ấy. Tôi cũng nhân cơ hội này để nói một câu. Vợ yêu, em vất vả rồi. Nói rất hay. Vậy xin mời mẹ cũng nói vài câu nhé. Tôi. Cả anh cũng vất vả rồi. Vậy xin mời. Gia đình dễ thương này ôm nhau một cái nhé. Lại đây. Bố ơi, hôm nay bố thật tuyệt vời. Có mệt không? Đi nào, bố mời con ăn cơm. Không cần đâu, tôi đưa chân chân về nhà ăn cơm. Má mì, chẳng phải là bố phải đãi chúng ta một bữa sau chúng ta nên đãi bố một bữa chúng ta hôm nay chúng ta cùng ra ngoài ăn một bữa nhé bố ơi hãy mời nhé được rồi hôm nay hai người hãy đãi bố ăn một bữa nhé alo chú lý không xong rồi chi hạ bố con ngất xỉu rồi chú vừa đưa ông ấy đến bệnh viện con mau đến đây đi được rồi con đến ngay đây bố tôi ngất xỉu rồi có thể đưa tôi đến bệnh viện nhanh không được chú lý bố con khỏe mạnh mà sao lại ngất xỉu? đường tổng ông ấy vì nghe tin công ty sẽ bị thu mua không chịu nổi đã bị đau tim cái gì công ty sẽ bị thu mua phải đúng vậy ban đầu đã thỏa thuận xong với bên kia rồi không biết sao đột nhiên hối hận nói dù thế nào cũng phải thu mua công ty chúng ta đường tổng không chịu nổi nên bố bố nói đi bố tôi sao rồi hiện tại chẩn đoán là đột ngột bị bệnh tim vẫn đang theo dõi má mì ông ngoại ông ngoại sao, sao rồi chân chân hoa nào ông ngoại chỉ mệt thôi cần nghỉ ngơi một chút bố tỉnh rồi bố không thể có chuyện gì bố là chỗ dự của mẹ con con nếu bố có chuyện gì chúng con biết làm sao ông ngoại ông có thấy không khỏe ở đâu không ông ngoại không sao con yên tâm đi tốt rồi chi hạ đây là ai vậy bố đây là tịch cửu thần đứa bé mẹ con đã cứu là cậu ta chú đường xin chào bao nhiêu năm đã trôi qua rồi bố công ty bị thu mua là chuyện gì vậy chẳng phải đã thỏa thuận rồi sao ba nên nghĩ thoáng ra sức khỏe là quan trọng công ty là do ba một tay xây dựng bao nhiêu năm nay cũng là bố cố gắng tạo dựng nên bố không muốn mất nó đúng bố nhất định không thể để công ty vào tay phải vượt qua khó khăn này bố bên mua rốt cuộc là người thế nào à con biết đấy chính là người trước đây cùng ba hợp tác lưu điển hoa trước đây hắn đã chiếm đoạt công quỹ bố đã cho hắn vào tù không ngờ tên này sau khi ra ngoài lại dùng thủ đoạn bỉ ổi để trả thù bố vậy giờ phải làm như nào bố không để người ta cướp công ty được giờ còn cách gì nữa cổ phiếu trong công ty bố đã không còn quyền rồi vậy bố mua lại là được làm gì mua lại cổ phần mà dễ vậy mấy năm nay công ty cũng chẳng có lợi nhuận gì cũng chỉ để duy trì công ty con biết ngay bố không nên mua nhà cho cô ta nói ít thôi thanh thanh các con ra ngoài trước đi bố có vài lời muốn nói với chi hạ Chi Hạ, bố có điều tận đáy lòng muốn nói với con. Bố không muốn mất công ty. Bố muốn sau này để lại công ty cho Chân Chân. Bố đang nói gì vậy? Chân Chân mới bao nhiêu tuổi chứ? Sao nó thừa kế công ty được? Hơn nữa việc trước mắt là bảo vệ công ty. Chi Hạ, bố không muốn mất công ty, bây giờ người có thể cứu công ty chỉ có Tịch tổng. Chân Chân vào trong chơi được không con? Tịch Tổng, hôm nay cảm ơn anh, hôm khác tôi sẽ mời anh ăn cơm. Được, Tịch Tổng, tôi. Việc công ty em trách anh, vì anh không nói trước với em điều đó, khiến bố em buồn. Sao mà trách anh được? Thực ra việc công ty bố em công ty anh có phụ trách. Việc công ty bị mua lại anh cũng biết, vốn dĩ bố em đã đàm phán rồi. Không ngờ bên kia lại đổi ý. Thì ra, anh ấy luôn giúp bố, chẳng trách công ty của bố luôn thuận lợi. Anh không phải muốn giấu em, A, à, Tịch tổng, vậy anh giúp tôi thêm lần nữa được không? Chỉ cần anh giúp tôi, anh bảo gì tôi cũng nghe theo. Thật sao? Gì cũng đồng ý à? Chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ đồng ý. Được, anh giúp bố em xử lý, em bảo ông ấy yên tâm. Cảm ơn Tịch tổng gọi anh là cửu thần. Cảm ơn cửu thần. đừng sợ sẽ có ngày anh khiến em tình nguyện hôn anh vào đi tịch tổng cảm ơn anh giúp bố tôi giải quyết Một khủng hoảng lần này chuyện nhỏ thôi nói gì vậy dây chuyền của anh đã thiết kế xong chưa thiết kế xong rồi xem đi có cần chỉnh sửa gì không tốt lắm anh thích lắm gửi cho lý mai bảo cô ấy làm nhanh lên đang vẽ gì đấy không vẽ gì Trả lại cho em. Trả lại cho tôi. Trả lại cho em đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là khi chán thì lấy anh để luyện tay thôi. Không có ý gì khác. Anh hiểu rồi. Khi em chán, nghĩ đến anh. Vẽ đẹp lắm, anh thích lắm. Nếu anh thích thì tặng anh. Anh phải giữ kỹ lắm. Treo trong phòng. Quà của em tặng, phải giữ kỹ. À, thứ bảy tuần này bà nội anh sinh nhật. Bà nội anh bảo anh đưa em vào chân Cùng chân. đến. Bố em anh cũng mời rồi. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ đến. Anh đã chọn lễ phục cho mọi người rồi, lúc đó sẽ gửi qua cho mọi người. Tịch Tổng, nếu không có gì khác, tôi đi làm việc đây. Alo, A Chi, gần đây có gì mới không? Thứ bảy tuần này, bà Tịch mừng thọ 70 tuổi. Tịch Tổng đã chuẩn bị rồi. Cô nhờ anh ấy dẫn cô cùng tham gia. Tôi nghĩ Tịch Tổng sẽ đồng ý. Được, được, sau này những phải báo cáo ngay cho tôi. Đừng đợi tôi hỏi. Alo Thanh Thanh, San San, có tin vui muốn báo. Thứ bảy này tôi sẽ tham gia tiệc mừng thọ của bà lão tịch gia. Thanh Thanh, tôi cũng có một bí mật. Tiệc của tịch lão phu nhân lần này tôi cũng sẽ tham gia. Dì cô cũng sẽ tham gia. Tại sao cô có thể đi? Tôi có chút liên quan với tịch gia. Nhưng bây giờ tôi không tiện nói. Tóm lại, lần này tại buổi tiệc, chúng ta nhất định phải làm cho, cho gia đình tịch hả? gia ghét bỏ, làm cho cô ấy mất mặt, khiến cô ấy không thể ngừng động để gặp mọi người. Đúng, chúng ta phải đánh bại hoàn toàn đường Đánh bại cô ấy hoàn toàn. Tôi sẽ nghĩ ra một kế hoạch. Cô cứ hợp tác với tôi. thiếu gia đĩa cứng sắp sửa xong rồi đang khôi phục dữ liệu nhanh lên phía tống Sang có động tĩnh gì không cô tống gần đây thường ở biệt thự nhưng có vẻ đi lại gần với lâm chi được rồi tôi hiểu rồi alo cửu thần thứ bảy này là sinh nhật bà nội phải không đúng rồi em cũng muốn đi thăm bà chúc bà thọ lần này khách mời nhiều có thể tôi không thể chăm sóc cô cửu thần em không cần anh chăm sóc em sẽ tự chăm sóc mình hay là anh không muốn em đi trong mắt anh em chẳng có gì đáng ra sao em chỉ muốn chúc bà một lời chúc tốt đẹp được rồi tôi sẽ sắp xếp nhưng cô không được gây rối ở tiệc đường chi hạ và con của cô ấy cũng sẽ đến cô cố gắng tránh mặt cô ấy ừ được rồi em chỉ muốn chúc mừng sinh nhật bà em sẽ không gây rối đâu em sẽ ngoan mà Wow, má mì ơi, chỗ này lớn quá Đúng rồi, chân chân Sau này con cũng phải cố gắng nhé Mua cho má mì, căn nhà còn lớn hơn cái này nhé Được Nhưng mà, bố không phải đã có rồi sao Chân chân, má mì đã nói rồi mà Không được gọi chú ấy là bố Con muốn mà, con muốn mà Chân chân, chạy chậm lại, đừng ngã Bố 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 Wow, đứa bé này đáng yêu quá Nhanh đến để bà nhìn nào Trời ơi, đứa bé này trông giống hệt đại thiếu gia Lúc còn nhỏ, Ôi, không nói thì thôi, thực sự rất giống. Lại đây, đến đây nào. Nhanh đến để bà nhìn xem. Chân Chân, không được vô lễ nhé. Chi Hạ, cháu đến rồi. Đây là con của cháu phải không? Tên con là Chân Chân phải không? Cháu có muốn gọi một tiếng bà cô không? Con tên là Đường Vũ Trần, năm nay gần 4 tuổi rồi ta. Ngoan quá. Chi Hạ, ngồi đi chi hạ cháu là một người mẹ tốt nhìn xem đứa trẻ này trắng trẻo mũ mĩm lại rất lịch sự đi lấy một ít trái cây mà cậu bé thích đi tiểu thiếu gia ngồi nói chuyện với bà chút đi chi hạ bà sẽ không vòng vò cháu là người duy nhất bà cháu làm cháu dâu còn cái cô tống san ấy nói thật tâm địa phức tạp bà thực sự không thích cháu vẫn tốt hơn chuyện giữa cửu thần và tống san bà cũng biết thằng bé chắc chắn không tự nguyện nó bị người ta lừa không thể kiểm soát bản thân chi hạ cháu cân nhắc về cửu thần đi bà già rồi thằng bé vẫn chưa kết hôn sinh con bà thực sự lo lắng sợ rằng trước khi bà nhắm mắt vẫn chưa thể tham dự đám cưới của thằng bé bà nói gì vậy bà Bà vẫn khỏe mạnh, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi. Cháu nói hay thật. Tiệc sắp bắt đầu rồi. Bà ơi, cháu ngồi đây lại đây ngồi bà ơi cháu ngồi đây không tiện không lắm sao đấy. ngồi đây đi chị hạ hôm nay cô đẹp quá chân chân hôm nay con cũng rất đẹp trai. anh xong việc rồi à gần xong rồi phần còn lại để anh anh lo anh ấy giỏi hơn chân chân bố hôm nay bố đẹp trai quá chân chân con cũng vậy Bố sẽ chơi với con Hôm nay có lẽ anh sẽ bận Không chăm sóc được em Nếu có chuyện gì Thì tìm kinh giã nhé Yên tâm đi anh Em sẽ chăm sóc tốt cho chị Hạ và Trân Trân Dạ dày anh không tốt Uống ít thôi Giờ mới biết lo cho anh Là đã không thể chờ đợi Chuẩn bị làm thiếu phu nhân tịch gia rồi sao Mơ đi San San Cô nói cô có duyên với tịch gia Vậy cô có quen tịch cửu thần không Những gì tôi có hiện tại Đều do anh ấy cho Cô nói có quen Cô và tịch cửu thần rất quen sao Vậy kế hoạch hôm nay Sweet. Lão Thái thái, tập đoàn Tịch thị dưới sự lãnh đạo của bà thật sự đang trên đà phát triển. Đúng vậy, tịch tổng cũng trẻ tuổi tài cao, tương lai của tịch gia thật không thể đoán trước được. Tôi đã già rồi, không còn giúp được gì. Cửu thần còn trẻ. Sau này vẫn phải nhờ vào mọi người chăm sóc nhiều hơn. Ồ, không thể nói như vậy được, sau này vẫn phải nhờ vào bà. Thưa quý vị, hôm nay là sinh nhật bà tôi, bà tôi đã lớn tuổi, tôi kính mọi người một ly mọi người hãy cùng nhau cạn ly không cần khách sáo mọi người cứ ăn uống thoải mái nếu mãi. có gì sơ suất mong mọi người thông cảm ôi tịch tổng khách sáo à. quá uống đi bé yêu đến ăn cái này vâng cháu đói lắm à ngon không nào ăn thêm chút trái cây nhé ôi đứa trẻ đó là ai tại vậy? sao bà lão lại cưng chiều như vậy không phải là con riêng của tịch tổng chứ xịt đừng nói bậy chân chân ngon không vâng. Chú dẫn con đi đến một chỗ chơi vui nhé. Được ạ. À? Đi nào. Theo chú đi nhé. Ngoan nhé. Tạm biệt. Thưa quý vị, hôm nay không chỉ là sinh nhật của bà tôi. Tôi còn mượn cơ hội này để thông báo với mọi người một chuyện. Cô đừng chi hạ. Em có đồng ý lấy anh không? Chi hạ Trước đây bà anh muốn anh lấy em Là để báo ân Anh rất không tình nguyện Nhưng sau thời gian ở bên em Anh nhận ra rằng anh thật sự yêu em Em có đồng ý cho anh cơ hội chăm sóc Em và chân chân không Đường chi hạ Cô chỉ là một người đáng bị khinh miệt Cô dứng với tịch thiếu ra sao hư Đường chi hạ Cô không phải luôn muốn biết cha của đứa con hoang của cô là ai sao Tôi bây giờ sẽ nói cho cô biết Bố của đứa con hoang của cô là một kẻ dơ bẩn Những người đàn ông như thế Một tháng không biết đụng vào bao nhiêu phụ nữ Tốt nhất cô nên đi kiểm tra cơ thể của mình Nếu không ngày nào bị bệnh Đứa con hoang của cô sẽ không ai chăm sóc Đường chi hạ Trên người con trai cô chảy dòng máu bẩn thỉu nhất Tương lai không chừng cũng sẽ trở thành giống bố nó Dù sao thì bố nào con ấy Tống San Cô câm miệng lại Cái gì cô ta là tiếp viên Sao tịch thiếu ra lại tịch một tiếp viên chứ Chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây Hiểu lầm Được Đây là em gái của cô ta Thanh Thanh Cô nói cho họ biết đi 5 năm trước Chị cô có phải đã làm những việc bẩn thỉu như vậy không Tôi Cửu thần rốt cuộc em thua kém gì cái kẻ bẩn thỉu này mẹ cô ta cứu anh có thể báo ơn vậy còn em chuyện anh cưỡng bức em 5 năm trước anh không muốn chịu trách nhiệm sao sao tịch thiếu lại thích một tiếp viên sao tịch tổng lại làm ra chuyện này ừ thanh thanh nói gì đi chứ bằng chứng của cô đâu không phải 5 năm trước cô đã quay lại video của con đàn bà rẻ tiền cách ở vĩnh xã hội quán sao mang ra cho mọi người xem đi xem thử con đàn bà rẻ tiền này có xứng với tịch thiếu ra không Đủ rồi Tống san Đường thanh thanh Rốt cuộc là chuyện gì Các người không phải là người rõ nhất sao Năm năm trước Chuyện xảy ra ở vĩnh dạ hội quán Tôi vốn muốn giữ mãi chuyện này ở trong lòng Không nhắc lại nữa Nhưng các người cứ hết lần này đến lần khác ép tôi Bây giờ tôi sẽ kể lại toàn bộ sự việc Xảy ra 5 năm trước cho các người nghe Hừ Cô còn gì để nói nữa Chẳng lẽ cô muốn đưa người đàn ông năm đó ra đối chất với cô sao? Đối chất? Người đàn ông đó không phải là các người tìm đến sao. Năm năm trước, ở Vĩnh Dạ Hội Quán, năm 8, các người đã cho tôi uống thuốc. Hai gương mặt xấu xa của các người, tôi vẫn nhớ rõ đến bây giờ. Cái gì? Vĩnh Dạ Hội Quán, năm 8. Em vừa nói là Vĩnh Dạ Hội Quán, năm 8. Là em? Em chắc chứ? Sao vậy? Anh cũng thấy tôi bận đúng không? Mà. Không sao. Trong năm năm qua, chuyện này luôn như một cơn ác mộng ám ảnh tôi. Bây giờ nói ra lại thấy nhẹ nhõm hơn. Chi Hạ, cô nhớ lầm rồi. Đừng nói gì vội. Chú, chúng ta rất giống nhau đấy. Chi Hạ, quá tốt, hóa ra luôn là em. Anh đang nói gì vậy? Chính anh là người ở phòng 58 vĩnh giả hội quán anh chính là bố của chân chân anh nói gì tống san cô không phải đã sắp xếp người đàn ông sao lại là tịch cửu thần thanh thanh cô im đi cái gì tịch tổng có con rồi năm năm trước đường tiểu thư bị người xâm hại người xâm hại cô ấy là tịch tổng đường tiểu thư bị xâm hại là do tiểu thư tống cố tình sắp xếp anh nói gì người ở phòng năm tám chính là bán. anh đúng chính là anh mặc dù anh bị hãm hại và thần trí không rõ nhưng anh nhớ rõ số phòng đó chính là năm tám vậy anh và san san không phải đâu cửu thần chắc chắn em đã nói với anh chính. và em ở phòng năm xảy ra chuyện gì cô ấy đang nói dối đúng đồng hồ cửu thần đồng hồ anh quên rồi sao cửu thần đây chính là đồng hồ anh tặng em lúc đó cửu thần chiếc đồng hồ là này. anh tặng em lúc đó sau khi anh tặng đồng hồ cho em em đã ngất rồi đợi em tỉnh dậy em rất sợ cơm đồng hồ chạy mất cửu thần Em thấy em nói toàn là sự thật. Cửu thần, nếu anh không tin em, thì em sống còn ý nghĩa gì? Chết đi còn hơn. Thôi được rồi, đừng diễn nữa. Thiếu gia, tất cả đã điều tra rõ ràng. Tống San, vốn dĩ tôi muốn sau tính sổ với cô. Đã vậy thì, cùng tính hết một lượt. Đưa lên đây. Thiếu gia, xin lỗi thiếu gia, là tiện nhân kia rủ rỗ tôi là cô ấy bắt tôi báo cáo hành tung cô ấy còn đủ rồi mang xuống đi thiếu gia xin anh tha thứ cửu thần em đuổi cô ta ra ngoài tôi không muốn thấy cô ta nữa không phải đâu cửu thần anh nghe em nói em biết lừa dối anh là sai nhưng em thật lòng thích anh chi hạ là lỗi của tôi tôi trước đây là lỗi của tôi là tôi đáng chết cô tha thứ cho tôi được không cửu thần hóa ra 5 năm trước đường tiểu thư bị tống san hãm hại mới mất trình phải hơn nữa người đàn ông đó còn là tịch tổng tống san quá đáng quá rồi vì tài sản của nhà họ tịch mạo danh đường tiểu thư cô ấy đáng bị vậy đúng rồi chi hạ xin lỗi năm năm qua anh đã làm tổn thương em còn bị tống san lừa gạt những năm qua đã làm em khổ sở hơn nữa anh thực sự thích em hy vọng em có thể một cơ hội để bù đắp lỗi lầm em biết không khi anh vừa mới biết năm năm trước là em anh rất sợ sẽ mất đi nhưng anh cũng rất biết ơn anh rất biết ơn rằng người đó là em. Là em mà anh yêu sâu sắc. Em có đồng ý